nam lũng hầu thần sắc cũng vừa động nhưng chỉ nhìn chằm chằm hàn lập không nói gì thêm nội đan của đầu hỏa thiềm cổ thú kia tại hạ sẽ lấy tại hạ muốn nó vì có chút tác dụng hàn lập nói về nội đan hỏa thiềm thú với bộ dạng hời hợt tựa hồ chỉ là nghĩ muốn chiếm thêm chút tiện nghi mà thôi không thành vấn đề hỏa thiềm thú vẫn là muốn dựa vào đạo hữu mới có thể tiêu diệt được nội đan đạo hữu có được cũng là chuyện đương nhiên trong lòng lỗ trưởng lão buông lỏng luôn miệng đáp ứng không sai cho dù đạo hữu không nói chỉ cần đạo hữu ra tay thì viên nội đan này vốn thuộc về đạo hữu. Nam Lũng Hầu đồng dạng thần sắc đủng đỉnh, với bộ dáng chẳng có việc gì. Hàn Lập thấy như vậy, cười mỉm, nếu hai vị đạo hữu đáp ứng hào sảng như thế, Hàn Mỗ cũng không phải là người có lòng tham không đáy. Hàn Mỗ sẽ cùng nhị vị đạo hữu đi một chuyến vậy. Có Hàn đạo hữu cùng chúng ta vào cốc, chuyến này nhất định có khả năng đoạt được bảo vật vào trong tay rồi. Đích xác phải dựa vào Hàn huynh nhiều đó. Thấy Hàn Lập đáp ứng, Nam lũng hầu cùng lão giả cũng không che đậy sự hưng phấn, ào ào mở miệng nói. Hai vị đạo hữu khen quá rồi, tu vi hàn mộ chính mình rất tinh tường. Lần này vào cốc vẫn là lấy hai vị đạo hữu làm chính, hàn mộ chỉ là trợ giúp thêm mà thôi. Hơn nữa ba người chúng ta chỉ có hợp sức với nhau mới có khả năng toàn thân trở ra. Hàn lập tự nhiên sẽ không bị hai người dùng hai ba câu thổi phồng mà mê hoặc cười khẽ nói. Cái này tự nhiên, chúng ta nếu tìm hàn đạo hữu hợp tác khẳng định chính là yên tâm về đạo hữu tại hạ yêu cầu điều thứ hai nếu là quỷ linh môn này âm hiểm tiểu nhân đoạt được lưỡng nghi hoàn thì bản hầu sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo nam lũng hầu nhắc tới quỷ linh môn vẫn có chút bộ dáng nghiến răng nghiến lợi xem ra lần trước chịu sự thua thiệt quả lớn hàn lập nghe thấy vậy ánh mắt không khỏi quét qua mặt nam lũng hầu một chút thoạt nhìn mặt ngoài của nam lũng hầu khí sắc cũng không tệ lắm chứng tỏ nguyên khí hao tổn lúc đầu cũng đã được khôi phục vài thành nói đến quỷ linh môn không biết nhị vị đạo hữu đối với việc quỷ linh môn cung cấp phương thức vào cốc thì thấy thế nào. Hàn lập chuyển đề tài, thuận thế nhắc nhắc tới chuyện của quỷ linh môn. Hắc hắc, có thể có cái gì chứ? Lần này chỉ là quỷ linh môn hơi có ý định độc chiếm bảo vật nhưng nay do có các tu sĩ khác vào cốc, chẳng những che giấu tung tích của ba người chúng ta, hơn nữa cũng tránh cho việc chúng ta bị quỷ linh môn vây công bên trong cốc. Nam lũng hầu cười lạnh nói, nét mặt hiện lên thần sắc quỷ dị nghe ý tứ trong lời nói của nam lũng huynh chẳng lẽ tin tức quỷ linh môn biết phương pháp vào cốc là do hai vị đạo hữu cố ý truyền ra hả hàn lập hơi có chút ngạc nhiên việc này đích thật là chúng ta an bài người làm ta đã sớm nghiên cứu về phương pháp nhập cốc của quỷ linh môn tại đại thảo nguyên nếu bọn họ đột nhiên trở mặt ám toán bản hầu bản hầu tự nhiên cũng sẽ không khách khí nam lũng hầu sắc mặt âm trầm nói cũng không có ý giấu giếm hàn lập về việc này hàn lập đối này không hề phát biểu cách nhìn của chính mình chỉ là có vẻ đăm chiêu gật đầu. Mà lỗ trưởng lão lại nhướng mày, chậm rãi nói, bất quá chúng ta không nghĩ tới, quỷ linh môn không ngờ lại đưa ra trụy ma lệch, vừa bán cho các tông môn khiến họ nợ nhân tình, vừa lại bảo đảm thế lực to lớn khi bọn họ nhập cốc. Chỉ sợ bọn là cố ý muốn người khác trở thành vật dò đường cho mình. Thế nên bảo vật trong cốc bọn họ chắc chắn không có khả năng độc chiếm, nhưng cũng đem nguy hiểm hạ thấp xuống rất nhiều. Thế gian này nào có chuyện thập toàn thập diện, cũng chẳng rõ hành động lần này của hai vị đạo hữu có lợi hay hại nhiều hơn. Hơn phần nửa thì chủ sự quỷ linh môn lần này hận hai vị thấu xương ấy chứ. Hàn lập vuốt vuốt cằm, mỉm cười nói. Hàn đạo hữu nói rất đúng, trước hết để cho quỷ linh môn ngậm bồ hòn làm ngọt là chuyện không sai. Về chuyện cừu hận với quỷ linh môn đợi chúng ta thoát khỏi trụy ma cốc, bản hầu sẽ tính sổ cùng bọn chúng. Nam lũng hầu tinh thần rung lên, nói. Tiếp theo, ba người đem đề tài quỷ linh môn rời đi, trò chuyện về an bài cụ thể khi nhập cốc lên. Thời gian dần dần trôi qua, 7 ngày sau, trường khí tại vạn lĩnh sơn mạch rốt cuộc mất đi sạch sẽ, bao nhiêu tu sĩ vốn ẩn giấu ở ngoại vi đều lần lượt hiện thân, trước sau hướng về trụy ma cốc bay đi. Mà một ít kẻ có tu vi thấp, hoặc các tu sĩ không muốn mạo hiểm, thì nhân cơ hội này ở trong núi bắt đầu hái linh dược cũng như tìm kiếm linh thú tại phụ cận. Trụy ma cốc ở tây bắc bộ của vạn lĩnh sơn mạch, diện tích chừng 10 vạn dặm vuông. Bất quá không biết thượng cổ ma tu đấu pháp thế nào mà trên bầu trời bốn phía của cốc đều được bày rất nhiều cấm chế lợi hại, mỗi cái cấm chế này đều lợi hại dị thường, hơn nữa hoàn hoàn được che giấu kỹ càng, căn bản không có cách nào phá cấm mà vào. Địa phương duy nhất không có cấm chế, cũng chỉ có lối vào của trụy ma cốc, đó là một thông đạo dài, chỉ rộng chừng hơn 10 dặm. Thông đạo này vốn có thể dễ dàng đi qua, bất quá thượng cổ tu sĩ đấu pháp lại lan đến gần nơi này, kết quả ở cửa thông đạo đã xuất hiện hàng loạt khe nứt không gian, những khe nước đó có bạch quang trói mắt, cực kỳ dị thường, có cái nhàn nhạt vô cùng, thậm chí có những cái vô ảnh vô tung, vô cùng khó phòng bị. Kích thước của chúng cũng lớn nhỏ không đồng nhất, lớn thì chừng 10 trượng vuông, những cái đó có khả năng trực tiếp nuốt hơn 10 người mà không hề có vấn đề. Cái nhỏ thì chỉ có dài chừng một thước, giống như lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng, làm cho người ta lo lắng mà đề phòng. Càng khó chịu chính là những vết nứt ở trong trụy ma cốc này lại theo thời gian mà trôi nổi, việc khép hoặc mở cũng chẳng có quy luật nào nên khó mà phán đoán. Những vết nứt không gian đáng sợ như thế, làm cho không biết bao nhiêu tu sĩ căn bản ngay cả đi vào vòng ngoài của cốc cũng chưa thể mà đã chôn vùi tại thông đạo miệng cốc. Mà trong đó không ít các lão quái vật nguyên anh kỳ. Cho nên danh tiếng đệ nhất hung địa của trụy ma cốc kỳ thật lại hơn nửa là do những vết nứt không gian này tạo thành. Nhưng lúc này đây bất đồng, nghe nói quỷ linh môn có biện pháp có thể an toàn đem người khác vào trong cốc. Điều này nhất thời khiến cho cả tu tiên giới của thiên nam một trận hỗn loạn, nhất thời bao nhiêu tu sĩ vốn như hổ rình mồi với bảo vật tại trụy ma cốc đem mấy trăm khối trụy ma lệnh mua mà chẳng còn một mảnh. Một số chưa có lệnh bài đến tay thì vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm ý nghĩ xem có vận khí rồi cùng trà trộn với kẻ khác để tiến vào trong cốc. chương 802, quần tu ngoại cốc, phụ cận của một tòa tiểu sơn cốc, nơi có chẳng chịt dây leo uốn lượn, một đoàn bạch quang đang từ xa xa hướng nơi này bắn nhanh mà bay tới tại trong luồng bạch quang là một con linh cầm trắng nõn như tuyết trên đó một nữ tử tú lệ dịu dàng mặc lục bào đang ngồi ngay ngắn trong nháy mắt linh cầm này nhanh như thiểm điện chớp đến trên không tiểu cốc lập tức hai cánh thu lại lao thẳng xuống phía dưới mắt thấy đầu nó sắp đâm vào đám dây leo cô gái kia giương tay lên đánh ra một đạo pháp quyết nhất thời phía dưới lục quang chớp động một chút dây leo bỗng nhiên biến mất bên trong đó lại hiện ra một tầng quang mạc màu lục Nữ tử áo lục không chút do dự thúc linh cầm dưới thân, bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt lặn vào bên trong quang mạc không thấy bóng dáng đâu nữa. Phía dưới quang mạc lại chính là một không gian khác hẳn, sáu gã tu sĩ thân mặc lục bào chính ngồi ngay ngắn tại giữa một pháp trận ngũ giác. Pháp trận này không lớn, chỉ có sáu bảy trượng mà thôi. Năm người ngồi xếp bằng giữa pháp trận ngũ giác, pháp trận bên bờ linh quang chớp động, một lão giả râu dài, hai mắt nhắm nghiền lại đang ngồi ở giữa. Đột nhiên lão giả mở hai mắt, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại chỉ thấy một đoàn bạch quang từ từ hạ xuống một lát sau nữ tử lục bào kia đã tới ngay trước người lão giả thi lễ đệ tử bái kiến sư bá hiện tại trướng khí tại sơn mạch toàn bộ đã rút đi không ít tu sĩ đều đã đi vào trụy ma cốc rồi nữ tử áo lục cúi đầu cung kính nói quỷ linh môn xuất phát chưa lão giả dâu dài vân về bộ dâu chậm rãi hỏi đại bộ phận người của quỷ linh môn còn chưa động thân nhưng có vài tên đệ tử đã đi trước một bước nữ tử suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời. Hừ, nếu mấy lão già của quỷ linh môn không động thân thì chúng ta cũng không cần quá vội. Chỉ cần chú ý đám trưởng lão của bọn chúng thật kỹ thì lần xuất động này của chúng ta cũng đỡ sai lầm. Hạm sư điệt, người lại tiếp tục đi giám thị bọn họ đi, nếu có chút dị động nào thì lập tức hồi báo. Lão giả dâu dài bất động thanh sắc phân phó. Dạ, đệ tử xuất phát ngay, nữ tử áo lục không chút trần chừ mà lĩnh mệnh nói. Sau đó nàng lại thi lễ với lão giả rồi phiêu nhiên sải bước lên linh cầm, hướng không trung bay đi. Không lâu sau đó đã thoát ra khỏi quang mạc, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão giả nhìn chằm chằm vào bóng lưng nữ tử cho đến khi mất dạng, trong mắt tinh quang chấp động, lộ ra một vẻ cân nhắc, nhưng lập tức thần sắc hồi phục như thường. Mà năm tên nam nữ tu sĩ tại bốn phía của pháp trận từ khi nữ tử áo lục xuất hiện cho đến khi rời đi, mỗi người đều ngồi nguyên tại chỗ, không suy chuyển một chút trên mặt không chút biểu tình giống như người gỗ vậy. Lão giả dâu dài đối với chuyện này tựa hồ đã quen thuộc, không có chút kinh ngạc nào, hắn lần nữa lại nhắm hai mắt. Tại một đỉnh núi cao vút, một đạo sĩ áo bào cho khoảng năm, sáu chục tuổi đứng sừng sững, thẳng tắp tại một khối đá, đón kình phong mãnh liệt táp tới. Người này hai mắt híp lại nhìn về phương hướng trụy ma cốc. Tại phía sau hắn có hai đạo nhân ảnh, một đỏ, một xanh, đều cao chừng hai trượng. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện hai bóng người mặt mũi hung dữ đó vẻ mặt vô hồn, đúng là hai khôi lối có bộ dạng ác quỷ. Giờ phút này, đạo sĩ quay đầu nhìn hai con rối một chút, trên mặt hiện lên một tia tự đắc, sau đó thì Thảo tự nói một câu. Có hai thượng cổ khôi lối với thực lực ngang với nguyên anh tu sĩ trợ giúp, như vậy hành trình vào trụy ma cốc lần này của ta chắc chắn sẽ có thu hoạch rồi. Nói xong, đạo sĩ giơ tay đánh ra hai đạo pháp quyết. Nhất thời hai ác quỷ khôi lối kịch liệt thu nhỏ lại, bay vụt vào trong tay áo rộng, sau đó đạo sĩ hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi, phương hướng đúng là trụy ma cốc. Tại trên trời cao của một nơi khác, ba đạo trưởng cùng nhau phi độn. Tại trong độn quang, hai lão giả cùng một nữ tu sĩ cũng hướng trụy ma cốc bay đi. Nếu Hàn Lập nhìn thấy ba người này thì lập tức sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì trong ba người này lại có đến hai người mà hắn có thể nhận thức. Trong đó một lão giả sắc mặt vàng như nghệ, mặc hoàng bào đúng là lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong cốc. Mà bạch y nữ tử bên cạnh hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc lạnh như băng đúng là đại trưởng lão của yểm nguyệt tông chính là vị sư tỷ kia của Nam Cung Uyển. Duy nhất một người hàn lập không nhận ra chính là lão giả mày cao, mắt sâu, mũi sư tử, mồm to, tướng mạo cực kỳ lạ thường. Ba người này im lặng không tiếng động, chỉ là miệt mài phóng đi. Độn quang phát ra quang hoa trói mắt từ không trung vụt qua, hóa thành ba quang điểm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Chuyện tương tự như vậy thỉnh thoảng lại phát sinh tại phụ cận của vạn lĩnh Sơn Mạch không ít tu sĩ đều đối với hành trình của mình tại trụy Ma Cốc tin tưởng 10 phần. Mà Hàn Lập lúc này cũng đã chạy tới phụ cận trụy Ma Cốc. Tại một ngọn đồi thấp cách lối vào cốc khẩu hơn 10 dặm, hắn lạnh nhạt nhìn về hướng trụy Ma Cốc, trầm ngâm không nói. Lúc này không cần thần thức dò xét hắn cũng biết phương viên hơn 10 dặm này đã tụ tập hơn 1.000 tu sĩ. Trong đó dấu giếm không ít các lão quái vật nguyên anh kỳ. Những lão quái này có lẽ không có được tu vi cao thâm như tam đại tu sĩ, nhưng nếu nói về bí thuật thần thông quỷ dị khó chơi thì mỗi người đều không phải loại dễ sơi. Mà Hàn Lập cũng không tự phụ đến mức ngoại trừ tam đại tu sĩ cùng mộ lan thần sư, những người còn lại đều không thèm để ý. Nếu chỉ cần sơ sẩy khinh thường một chút thì rất dễ vứt bỏ mạng nhỏ ngay tại đây. Hàn Lập một bên cân nhắc lại vừa thỉnh thoảng đánh giá cửa vào trụy ma cốc. Nếu không phải ngay từ đầu chúng tu sĩ đã tề tụ tại đây, Hàn Lập thật không dám tin tưởng rằng một khe núi bình thường như vậy lại là lối vào của trụy ma cốc nhưng tại phía trên cửa vào lại là mây mù cuồn cuộn, linh khí kích động, hiện ra rất nhiều dấu hiệu lạ làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng dùng mình. Từ bên ngoài xem ra cửa vào nhiều lắm cũng chỉ rộng chừng hơn 10 trường. Hàn lập đem thần thức xâm nhập vào bên trong cốc khẩu, hơi chút dò xét. Kết quả thần thức xâm nhập hơn trăm trượng của cốc khẩu đã bị một cấm chế nào đó trong cốc chặn bên ngoài, cũng không tìm hiểu được chút gì về vết nứt không gian. Mặc dù Hàn Lập cũng có thần thức khá cường đại, khả năng mạnh mẽ ép để đột phá qua cấm chế cũng có một chút tin tưởng, thế nhưng đối mặt với sự nguy hiểm bậc này của trụy ma cốc thì sau khi do dự một chút, hắn vẫn là cẩn thận đem thần thức thu trở về. Tiếp theo Hàn Lập khoanh chân ngồi ở trên ngọn đồi, nhắm mắt nhập định. Thời gian từng chút trôi qua, nửa ngày sau thần thức Hàn Lập đã cảm ứng được nơi đây tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều, trong đó có vài đạo hơi thở mơ hồ còn có chút quen thuộc, hẳn là người mà hắn biết. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc một phen, nhất nhất đem những người này phân biệt ra, nhưng lông mày lại nhíu một cái, ngay lúc này, từ phụ cận đột nhiên truyền đến một thanh âm kinh sợ. Mộ lan nhân đến, là mộ lan pháp sĩ, bọn họ thật muốn vào cốc truy tìm bảo vật hả. Theo tiếng kinh hô này, nhất thời cả lối vào một trận tao động. Hàn lập cũng dùng mình, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời nơi không xa đang có một cỗ phi xa quái dị, hướng nơi này không nhanh không chậm mà bay tới. Xe này hình thể so với phi xa bình thường lớn hơn rất nhiều. Dài hơn 20 trượng, mặt ngoài ngân quang lòe lòe phù treo khắp nơi vừa nhìn đã biết xe này là vật không tầm thường mà ở trong xe đứng thẳng hơn mười tu tiên giả mặc phục sức mộ lan không phải mộ lan pháp sĩ thì là người phương nào hàn lập gặp tình hình này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc mặc dù hắn lúc trước cũng nghe đồn rằng mộ lan nhân cũng muốn tranh đoạt tại đám hỗn loạn này nhưng sự tin tưởng trong lòng cũng không lớn lắm dù sao mộ lan nhân mặc dù giảng hòa nhưng cuộc chiến biên giới song phương chết đều không phải ít mộ lan nhân cùng không ít tông môn đều kết thâm cừu thật sự không có mấy trăm năm thời gian thì những oán thù này cũng khó giải khai được dưới loại tình hình này không ngờ mộ lan nhân còn dám xâm nhập vào trong lòng của thiên nam muốn đi vào trụy ma cốc truy tìm bảo vật thật là có chút bất khả tư nghị chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị đám tu sĩ đang sốt ruột muốn báo thủ ám toán sau lưng sao hàn lập đang lúc nghi hoặc thì phi xa thật lớn đã phi tới bầu trời của lối vào khuôn mặt của những người trong xe đều chỉ cần dùng mắt thường là nhìn rõ. Ánh mắt Hàn Lập lướt qua khuôn mặt của hai người cầm đầu, trong lòng liền có chút chợt hiểu ra. Nếu là hai người này dẫn đội, đích xác không cần sợ tu sĩ bình thường trả thù bọn họ. Chỉ là tam đại tu sĩ sao có thể cho bọn họ đến. Hàn Lập thật sự có chút khó hiểu. Hai gã pháp sĩ đứng ở phía trước của Phi Sa là một nam một nữ, đó đúng là nho sinh họ trọng, một trong các thần sư của Mộ Lan, bên cạnh là nữ tử họ nhạc trưởng quản cổ đăng lấy thần thông nho sinh là nguyên anh hậu kỳ, đích xác có khả năng chấn trụ sự trả thù của các tu sĩ bình thường. Phi xa hạ xuống tiệm một tòa núi nhỏ cách hàn lập không xa, chúng pháp sĩ ảo ảo rời xe đi xuống. Nữ tử họ nhà kết quyết, đem phi xa thu nhỏ rồi thu lại. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào lối vào đã như bị biệt kín của trụy ma cốc, mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra bọn họ cùng hàn lập đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay khi chúng tu sĩ đối mặt mộ lan nhân đến, mỗi người mắt đều lạnh lùng nhìn nhau, thật sự chẳng có chút thân thiện nào. Xa xa phía chân trời, lần nữa quang hoa chớp động. Hơn trăm đạo độn quang bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, hướng nơi này bay vụt mà đến. Là người của quỷ linh môn, có người lập tức nhận ra lai lịch của đám độn quang này, thấp giọng kêu lên. Vốn đang nhìn chằm chằm đám mộ lan pháp, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bầu trời. Hàn lập thì trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe ra vẻ khó hiểu. Độn quang có tốc độ không tính là nhanh, không chút hoang mang bay vụt tới phía bầu trời cốc khẩu, sau đó tại lối vào hơn trăm trượng mới hạ xuống. Quang hoa thu vào, sau đó hiện ra hơn trăm hát sam tu sĩ, họ đều là tu sĩ quỷ linh môn. Mà đứng ở trước nhất là ba gã tu sĩ đã hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập. Trong ba người này, tên tu sĩ bên trái Hàn Lập bất ngờ lại nhận thức, đó đúng là vị vương thiên cổ quỷ linh môn kia. Hàn Lập trong lòng vừa động ánh mắt đảo qua, quả nhiên tại trong đám người tìm được hai người Vương Thiền và Yến Như Yên. Vương Thiền thoạt nhìn tay chân đều còn, tựa hồ hết thảy bình thường. Mà Yến Như Yên một bên, thần sắc lại tựa hồ không tốt lắm, hơi có vẻ tiều tùy. Chẳng lẽ âm ma chảm lúc trước vẫn chưa thể tạo thành thương tổn tới hắn? Hay là thật sự bị thương nhưng chỉ là không cách nào nhận ra? Đầu óc hàn lập quay vòng vòng một chút, lập tức có hai đáp án hiện ra trong đầu. Bất quá lấy tu vi cùng danh tiếng hàn lập hiện giờ vương thiền sớm đã không tạo được uy hiếp cho nên ánh mắt vừa chuyển một lần nữa rơi vào hai gã nguyên anh tu sĩ cầm đầu khác tu sĩ ở giữa là một người người mặc hắc bào rộng thùng thình vị trung niên nhân sắc mặt âm lệ trên mặt có một cỗ khí thế uy nghiêm bất phàm vừa nhìn chính là kẻ nắm quyền trong tay thường xuyên phát mệnh lệnh cho kẻ khác phía bên phải là một lão giả với khuôn mặt tái nhợt dâu tóc bạc trắng nhưng đôi mắt ưng tinh quang bắn ra bốn phía trên người tràn ngập sát khí nồng đậm hai người này đều là nguyên anh tu sĩ nhưng vẻ mặt vô cùng xa lạ, hẳn là không tham gia cuộc chiến biên giới. Nhưng lão giả đã có tu vi nguyên anh trung kỳ, điều này làm cho Hàn Lập phải tập trung đánh giá vài lần. Quyển 6, Thông Thiên Linh Bảo, chương 803, truyền tống trận một hướng, toái hồn chân nhân của quỷ linh môn vẫn chưa tới, ngược lại vị lão giả tới lần này có chút xa lạ, Hàn Lập tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá huy động ba gã tu sĩ nguyên anh kỳ, đối với rất nhiều môn phái là chuyện khó khăn vô cùng. Thế nhưng đối với sự nguy hiểm trong trụy ma cốc thì vài tên tu sĩ cao cấp như vậy có thể làm được gì? Lẽ nào quỷ linh môn còn chuẩn bị cái gì ở phía sau sao? Trong lòng Hàn Lập tự định kế hoạch, còn đám tu sĩ quỷ linh môn kia tại cốc khẩu đang bận rộn cực kỳ, tựa hồ đang thiết kế một cái truyền tống trận thật lớn vậy. Tu sĩ ở phụ cận tự nhiên không có ai đi quấy rối bọn họ, mà đều từ một nơi bí mật gần đó lạnh nhạt bàn mưu tính kế của riêng mình. Đám pháp sĩ của mộ lan tụ tập lại cùng nhau, dẫn đầu là nho sinh họ trọng cùng với nữ tử đang vui vẻ thấp giọng bàn ngưu kế gì đó với nhau. Hàn lập nhìn chằm chằm pháp trận, ánh mắt trong suốt, thần sắc không sợ hãi. Nhưng một lát sau, Hàn lập đột nhiên thần sắc khẽ động, mang theo một tia kinh nghi hướng phía bầu trời nhìn lại. Đúng lúc này, quang hoa chấp động phía xa xa, một đạo bạch hồng quang mang bỗng nhiên xuất hiện, xe gió phóng qua bầu trời mà đến, nơi đi qua vân khai vụ tán, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này các tu sĩ khác cũng phát hiện dị thường, đều kinh ngạc nhìn lại. Bạch hồng quang mang trong nháy mắt tới vùng trời của cốc khẩu, bạch quang trói mắt chợt thu liếm, hiện ra một gã thanh sam lão giả, mặt không có chút biểu tình nào. Ngụy vô nhai, tại sao hắn cũng tới? Lẽ nào cửu quốc minh đối với bảo vật của trụy ma cốc ở vào tình thế bắt buộc? Vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt lão giả, tu sĩ bốn phía một trận hỗn loạn, đại bộ phận họ trong lòng đều là thất kinh. Nhưng điều khiến kẻ khác kinh ngạc chính là sau khi Ngụy Vô Nhai hiện thân, chỉ lạnh nhạt nhìn phía dưới, rồi không ngờ lại chậm rãi hạ xuống phía trước mọi người của quỷ linh môn. Tên trung niên nhân sắc mặt âm lệ kia thấy tình cảnh như vậy, vẻ lo lắng trên khuôn mặt chợt hiện ra nụ cười, hai tay ôm quyền ninh đón. Ngụy huynh, người rốt cuộc tới rồi, ta còn cho rằng đạo hữu có việc quan trọng gì mà phải đình chỉ. Nếu thật sự như vậy thì thời gian nhập cốc của chúng ta phải chậm lại một chút thôi. Ngụy mỗ nếu đã đáp ứng lời vương đạo hữu thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Nhưng nếu thật sự vương đạo hữu nói không sai, hơn nữa trong cốc mà không có thứ đó thì đừng trách lúc đó ngụy mỗ trở mặt ngụy vô nhai biểu tình lạnh lùng đối với vẻ tươi cười của trung niên tu sĩ có vẻ không để ý thật sự cũng khó trách cử quốc minh cùng ma đạo vốn chưa có cái gì gọi là hòa thuận đạo hữu yên tâm tại hạ sao dám có bản lãnh mà lừa dối ngụy huynh trung niên tu sĩ đối với vẻ không khách khí của ngụy vô nhai thì không chút để ý trong miệng vừa nói một bên cung nghênh ngụy vô nhai đi tới chỉ với một màn này nhưng lại khiến tu sĩ quan khán xung quanh phải trừng mắt, há hốc mồm. Ngụy Vô Nhai thân là đại trưởng lão của Cửu Quốc Minh không ngờ lại cùng Quỷ Linh môn hợp tác cùng nhau. Bên trong nếu như nói không có gì quái dị thì cũng chẳng ai tin. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, đồng dạng nhướng mày. Nếu là tại trụy ma cốc cùng quỷ linh môn nổi lên trùng đột, Ngụy Vô Nhai một khi đã tham gia thì chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây chính là bước ngoặt vượt ra khỏi ý liệu của hắn. Hàn Lập tập trung đánh giá tình hình phía dưới, sau đó không khỏi hướng nho sinh họ trọng bên kia nhìn lại nếu là không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác nhúng tay vào thì lần nhập trụy ma trong cốc này hai người chính là có tu vi cao nhất chỉ thấy vị mộ lan thần xưa này hai tay để sau lưng vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngụy vô nhai căn bản không thể nhận ra trong lòng hắn đang nghĩ gì nhưng nữ tử họ nhạc ở một bên trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên đối với sự xuất hiện lúc này của ngụy vô nhai hơi có chút ngoài ý muốn tuy rằng bởi ngụy vô nhai xuất hiện khiến rung động không ít người nhưng lập tức các tu sĩ lại lẳng lặng nhìn đám người quỷ linh môn. Xem pháp trận từng chút được hoàn thành, mất nửa ngày công phu, một tòa pháp trận có diện tích hơn trăm trưởng vuông dần dần hiện ra trước mặt. Hàn Lập nhìn thử pháp trận, ngay từ đầu thờ ơ nhưng dần dần mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Pháp trận tựa hồ giống như cổ truyền tống trận, nhưng lại có sự khác biệt nho nhỏ, tựa hồ có chút bộ phận được giản đơn hóa, lại có bộ phận trở nên càng thêm phức tạp. Rõ ràng hình dạng bị cải biến không ít, Hàn Lập híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm pháp trận, lặng lẽ không nói một câu. Tuy rằng về trận pháp hắn có tạo nghệ không thấp, nhưng nhìn đi nhìn lại hắn cũng không thể nhận ra tên của pháp trận là gì, chỉ có thể nhướng mày rồi không thèm suy nghĩ nữa. Tiếp theo một thời thần, pháp trận rốt cuộc được hoàn thành. Một ít tu sĩ quỷ linh môn bắt đầu sắp đặt trung giai linh thạch với đủ các loại thuộc tính tại bốn phía pháp trận. Nguyên bản vẫn đứng ở một bên nhìn bố trí pháp trận, thân hình vương thiên cổ đột nhiên nhoáng lên, đi tới trung tâm của pháp trận, dùng bàn tay đưa vào chỗ vật, tay vừa lộn đã thấy lấy ra một cái hộp ngọc. Trung niên tu sĩ cùng lão giả một thân sát khí lại đối với việc này thần sắc không đổi, xem ra đã biết phương thiên cổ định làm gì. Chỉ thấy hắn cẩn thận mở hộp ngọc ra, trong hộp lộ ra một khối linh thạch kim hoàng sắc. Linh thạch trong suốt lóe ra một cỗ linh khí cường đại kinh người. Cao dai linh thạch, không biết là kẻ nào nhận ra tinh thạch trong hộp, nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Các tu sĩ khác khi nghe thấy thế cũng đều kinh hãi cực kỳ. Hàn Lập nghe được như thế, sắc mặt đồng dạng cũng hơi đổi. Cao giai linh thạch ẩn chứa linh lực tương đương với hơn trăm khối trung giai linh thạch, thế nhưng trên thực tế đừng nói dùng hơn trăm khối trung giai linh thạch đổi một khối cao giai linh thạch, mà cho dù dùng cả nghìn khối trung giai linh thạch cũng khó đổi được cao giai linh thạch, bởi vì tại tu tiên giới gần như không thể thấy được nó. Sở Dĩ gặp phải loại chuyện tình quỷ dị này hoàn toàn là bởi vì mỏ cao giai linh thạch có linh khí vô cùng kinh người, cực dễ bị phát hiện, như vậy từ lâu đã bị khai thác hầu như không còn hiện nay cao giai linh thạch cực kỳ ít chủ yếu thỉnh thoảng được phát hiện trong số các mỏ hạ trung giai linh thạch khác số lượng cực kỳ thưa thớt nhưng hết lần này tới lần khác không ít thượng của pháp trận được truyền lại đều phải dùng cao giai linh thạch để thôi động mà cho dù pháp trận bình thường dùng cao giai linh thạch thôi động cũng sẽ tăng uy lực thêm 3 phần đặc biệt trong khi đấu pháp nếu ai đó sở hữu một khối cao giai linh thạch cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng có thể bổ sung không ít linh lực vì thế cao giai linh thạch tự nhiên có giá trị cực cao theo thời gian trôi qua càng ngày càng quý hiếm, hầu như tuyệt tích tại thiên nam tu tiên giới. Về phần đỉnh giai linh thạch nghe đồn cũng chỉ xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ, sau đó đã vô tung vô tích mà biến mất. Hiện tại nó chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Mắt thấy vương thiên cổ đem viên cao giai linh thạch thận trọng đặt tại trung tâm pháp trận, hàn lập cũng không khỏi giật mình. Hắn đánh chết nhiều tu sĩ như vậy, nhưng tới bây giờ ngay cả một viên cao giai linh thạch cũng chưa gặp qua. Như vậy đủ nói độ chân quý của cao giai linh thạch như thế nào cho dù hắn lại tận lực tìm kiếm, hay đến một ít phường thị đổi lấy một, hai khối thì cũng là mò trăng đáy nước, căn bản không thể có thu hoạch. Dù sao thiên nam hiện giờ nếu có cao giai linh thạch, khẳng định đều bị một số đại phái đều cất giấu, giữ lại để vạn nhất có khi nào đó phải dùng. Hôm nay quỷ linh môn không ngờ xuất ra một khối, xem ra bọn chúng đối với trụy ma cốc thật sự coi trọng vô cùng. Chỉ là nói về việc quỷ linh môn lần này bán ra trụy ma lệch, thu được một số linh thạch, nhưng nếu so với bỏ ra lần này thì chẳng tính là gì. Vương thiên cổ đen cao dai linh thạch sắp đặt thỏa đáng, liền đi tới bên người trung niên tu sĩ, thấp giọng nói hai câu. Trung niên tu sĩ gật đầu, lúc này ra lệnh một tiếng, đám tu sĩ quỷ linh môn rời khỏi pháp trận, sau đó bàn tay vừa lộn, người người trong tay đều xuất hiện một cây trận kỳ đạm hoàng sắc. Những người này chẳng biết đã luyện tập bao nhiêu lần, tất cả lập tức bay lên không chung, tiếp đó tại bầu trời của pháp trận cấp tốc bày ra một tổ hợp cổ quái, trận kỳ trong tay tản ra linh quang nhàn nhạt, mỗi người đều vận sức chờ phát động người này chẳng lẽ là tông chủ của quỷ linh môn bằng không vương thiên cổ có tu vi cùng hắn không sai biệt lắm thế nào lại có vẻ cung kính như thế với hắn hàn lập nhìn trung niên tu sĩ âm lệ trong lòng không khỏi nói thầm lên đúng lúc này hắc khí quanh thân trung niên tu sĩ đột nhiên hiện ra người chậm rãi bay lên không trung ánh mắt băng lãnh hướng mọi nơi đảo qua mở miệng tại hạ quỷ linh môn vương thiên thắng tông chủ của quỷ linh môn bản tông chủ cũng không muốn nói lời vô ích hiện tại con đường nhập cốc đã bố trí thỏa đáng không gian khe nứt cũng giảm đi rất nhiều, đã đến lúc nhập cốc rồi. Pháp trận lần này là do rất nhiều đại sư về trận pháp của quỷ linh môn chúng ta nghiên cứu chế tạo ra, một loại truyền tống pháp trận đặc thù. Nó dễ dàng đưa các vị trực tiếp vào bên trong cốc khẩu, tới chỗ ngoại cốc, tiện lợi cực kỳ. Chỉ là pháp trận tương đối đặc thù, phải dùng kim trúc cao dai linh thạch thôi động, quỷ linh môn chúng ta tổn tâm cơ cực lớn mới có thể đem viên linh thạch này tới tay. Nó chỉ có thể truyền tống được số người có hạn, thế nên chỉ có vị đạo hữu nào tự mình có chuyện ma lệch, chúng ta cũng không quan tâm tới thân phận đều có thể thuận lợi đi vào truyền tống trận còn các vị bằng hữu khác thì bản môn không quản bất quá có chuyện quan trọng đó là vị trí được truyền tống không phải là vị trí nhất định bởi vậy nếu truyền tống đến vị trí khe nứt không gian cũng không chừng tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ nhưng cũng có khả năng khiến một vài vị đạo hữu bị hãm trong không gian khe nứt nếu chuyện này xảy ra cũng chỉ là do vị đạo hữu này không may bản môn cũng không quản chuyện này dù sao loại truyền tống này nguyên bản chưa được nghiên cứu thành công, chỉ là vì thời gian cấp bách khiến chư vị đạo hữu có chút mạo hiểm khi đi vào. Nếu như có đạo hữu nào không muốn mạo hiểm thì không cần đến truyền tống trận của bản môn. Nói xong những lời này, trung niên tu sĩ tại giữa không trung không khách khí vẫy tay, sau đó lập tức bồi thêm một câu. Các vị đạo hữu không có chuyện ma lệnh thì đừng hy vọng đục nước béo cò, bản môn chủ sẽ đi vào truyền tống trận cuối cùng, ngay lập tức pháp trận cũng sẽ lập tức bị hủy diệt những lời này không lớn nhưng truyền đến tai mỗi người một cách rõ ràng điều đó khiến cho tu sĩ bốn phía nghị luận một trận có một số tu sĩ thẳng thắn dùng truyền âm thuật thương thảo nhằm kiếm được vài trụy ma lệnh cuối cùng đi vào cần truyền tống trận nhưng đến lúc đi ra thì phải làm sao chẳng lẽ còn phải đợi quý môn ở bên trong bố trí thêm một cái pháp trận nữa sao thanh âm của một người trẻ tuổi không nhịn được từ trong rừng truyền ra tràn ngập ý nghi hoặc câu hỏi vừa ra khỏi miệng không ít người đều âm thầm gật đầu trong lòng họ đều có nghi vấn tương tự, nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong câu hỏi lại là cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với việc đó chẳng thèm lưu ý. Lo lắng của vị đạo hiếu này cũng đúng, chỉ là theo ta được biết bên trong trụy ma cốc có không ít thưởng cổ cấm chế nhưng đều đối phó với ngoại nhân, khiến cho việc nhập cốc vô cùng chắc trở, thế nhưng xuất cốc lại không khó chút nào, thậm chí trong cốc còn có khá nhiều cổ truyền tống trận chưa bị hao tổn chút nào, chúng có khả năng trực tiếp đưa người xuất cốc, vì thế xuất cốc là việc phi thường đơn giản. Vương Thiên Thắng không hề cảm tình trả lời. Quyển 6, Thông Thiên Linh bảo, chương 804, nhập gốc, nghe vị quỷ linh môn tông chủ nói như vậy, có một số tu sĩ trong lòng đại hỷ, có một số lại bán tín bán nghi. Dù sao tình huống liên quan đến trụy ma cốc thật giả cũng không có mấy người biết. Để các chư vị đạo hữu yên tâm một ít, ta sẽ để khuyển tử cùng với trung trưởng lão đi trước. Sau đó chư vị tự đi vào là được, Vương Thiên Thắng nói xong, Vương Thiền cùng Yến như yên đều đi tới vương thiền mang theo mặt nạ ngân sắc cùng yến như yên không nói một tiếng đã đi tới trung tâm trận pháp nguyên anh trung kỳ lão giả ở một bên không có chút biểu tình tiến thẳng vào cùng sau khi được vương thiên thắng phân phó một tiếng chúng tu sĩ ở không trung hai tay cầm trận kỳ điểm xuống dưới một chút tiếp đó xuất hiện các chung sang đủ mọi màu sắc cánh tay phất phất đánh vào các nơi khác nhau của pháp trận nhất thời toàn bộ pháp trận nổi lên tiếng ông ông linh thạch ở các nơi quang mang đại phóng tại trong một mảnh ánh sáng ba người bỗng nhiên tiêu thất trong pháp trận. Thấy một màn như vậy, các tu sĩ ở phụ cận cũng xuất hiện một trận nhốn nháo. Vương Thiên Thắng không để ý tới người khác, để Vương Thiên Cổ mang theo bảy, tám gã kết đan tu sĩ lục tục truyền tống từ từ mà đi. Lúc này đây, cái tu sĩ khác đều nhìn rõ ràng, pháp trận lớn như vậy nhưng tựa hồ một lần chỉ có thể truyền ba người. Vì vậy quỷ linh môn tu sĩ cũng chỉ có thể từng nhóm từ từ mà đi vào. Chứng kiến người của quỷ linh môn có ý tứ giành đi trước, các tu sĩ khác đều động tâm bắt đầu tiến lại, chỉ là các tu sĩ đều là loại cáo giả, xuất phát từ tập tính cẩn thận trong lúc nhất thời không dám liều lĩnh tiến tới, đều muốn để người khác làm vật thử trước. Dù sao quỷ linh môn danh tiếng chẳng tốt đẹp gì cho lắm, vạn nhất xảy ra sai lầm thì mạng nhỏ có thể mất ngay lập tức. Hàn lập đứng dậy, đứng ở trên đồi nhỏ, đồng dạng cũng không có ý tứ đi xuống. Vương Thiên Thắng thấy tình hình như vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời, thân hình vẫn không nhúc nhích tại không trung bầu không khí của cốc khẩu dần trở nên vi diệu hơn. Ngay khi không khí có chút khó thở đó, chợt mộ lan nhân có hành động. Hơn 10 pháp sĩ mộ lan dưới sự lãnh đạo của nho sinh họ trọng cùng nữ tử không nói lời nào, hướng phía trận pháp mà đi. Trên mặt vương thiên thắng một tia hắc khí chợt hiện rồi qua, khôi phục như lúc đầu. Từ một bên, ngụy vô nhai vốn nhìn trời không nói, chợt cúi đầu không chút hoang mang nhìn chằm chằm đám nho sinh. Chỉ thấy nho sinh cũng không nói lời nào, không chờ đoàn người tiến vào pháp trận, chợt vùng ống tay áo, hơn 10 đạo thanh mang tuôn ra, hướng lên trời bay đi. Mặt vương thiên thắng không đổi, vươn tay bắt lấy đám thanh quang, lật tay ra đã thấy hơn 10 khối lệnh bài nằm trong tay. Không sai, số lượng vừa đủ, mời đạo tiến vào, vương thiên thắng dù chưa tham gia trận chiến tại biên giới, thế nhưng chắc chắn có người báo ra thân phận của nho sinh họ trọng, vì vậy thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Nho sinh họ trọng gật đầu, cả đám pháp sĩ đều nhoáng thân hình lên, tất cả đều tiến nhập vào bên trong pháp trận. Nhất thời tu sĩ quỷ linh môn giữa không chung lại một lần nữa thi pháp, mộ lan nhân nhanh chóng được truyền tống đi. Truyền tống trận truyền tống đến vị trí bất kỳ, nhưng hy vọng tu sĩ quý môn không đụng đầu với. Ngay khi nho sinh chuẩn bị được truyền tống đi, ngụy vô nhai thần sắc lạnh lẽo, hời hợt nói một câu. Trên đời nào có thể trùng hợp được như vậy, nếu thật sự mà như vậy cũng chỉ có thể là do ý trời mà thôi. Vị mộ lan thần sư mặt không đổi, thật sự chẳng hiện ra chút lo lắng hay sợ hãi nào. Ý trời! hắc hắc, nếu thật sự như vậy thì cứ cho là như thế đi. Nho sinh họ trọng cười lạnh một tiếng, rồi thân biến mất trong pháp trận. Nghe xong lời đó Vương Thiên Thắng không khỏi hiện lên một tia băng hàn trên mặt. Lúc này, cái tu sĩ khác thấy mộ lan nhân đã bình yên vô sự được truyền tống đi, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn tiêu sái đi ra. Giao ra trụy ma lệnh rồi dưới sự hỗ trợ của đám đệ tử quỷ linh môn bắt đầu từ từ được truyền tống đi. Một lát sau, những người có trụy ma lệnh hầu hết đã đi ra khỏi vị trí ẩn thân của mình chỉ ngắn ngủi thời gian nửa khắc, truyền tống pháp trận linh quang lóe lên không biết bao nhiêu lần, trước sau đã đưa hơn 300 người đi, hầu như chiếm một phần tư số tu sĩ ở đây. Vì thế tại trung tâm pháp trận, khối cao giai linh thạch quang mang đã ảm đạm hơn ban đầu rất nhiều, chứng tỏ linh lực tiêu hao đã rất nhiều rồi. Đứng ở xa xa, Hàn Lập lạnh lùng quan sát được tất cả, đem đáng giá toàn bộ tu sĩ nhập gốc rồi chọn xem thời cơ nào sẽ thích hợp với mình. Bỗng nhiên ánh mắt Hàn Lập chợt lạnh lẽo. Thấy sáu gã lục bào tu sĩ hướng pháp trận đi tới, trong đó có trưởng lão đông môn đồ của Ngự Linh Tông mà Hàn Lập không có ấn tượng gì gọi là tốt. Tuy rằng vị đại trưởng lão của Ngự Linh Tông kia vẫn chưa chân chính cùng mình xảy ra xung đột gì, nhưng bởi vì chuyện của cốc song bồ nên Hàn Lập vẫn phải cẩn thận với người này. Bất quá, hôm nay thần thông tiến mạnh, đối với người này hắn cũng không quá để ý. Mà lúc này, năm tên lục bào tu sĩ bên cạnh đông môn đồ thân hình chợt chấn động, cùng hướng Hàn Lập mà nhìn lại. Đúng lúc đó, Đệ nhị Nguyên Anh vốn được Hàn Lập kiểm soát chặt chẽ, nay đột nhiên kịch liệt run rẩy, vẻ cực kỳ bất ổn. Nếu không có linh cơ cao, lập tức âm thầm dung thần thức cường đại ngưng tụ lại rồi mạnh mẽ trấn trụ Nguyên Anh thì Mộc Linh Anh biến thành đệ nhị Nguyên Anh đó, sợ rằng sẽ lập tức xuất khiếu ra. Hàn Lập lập tức dụng thần thức cẩn thận đảo qua năm tên lục bào tu sĩ, kết quả kinh hãi, không ngờ cả năm người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Ngũ hành linh anh kết hợp với dị tượng xuất hiện ở đệ nhị Nguyên Anh Hàn Lập không chút nghĩ ngợi đã có thể đoán được lai lịch của năm tên tu sĩ này, còn người hắn không khỏi co rụt lại. Dị tượng của năm tên lục bào tu sĩ tự nhiên được đông môn đổ phía trước nhận ra. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng ánh mắt Hàn Lập gặp nhau. Trên mặt đông môn đổ sự lạnh lùng chợt lóe, nhưng rồi coi như không có gì, tiếp tục tiến vào truyền tống trận. Vương Thiên Cổ vốn sắc mặt vẫn thong dong, vừa thấy Đông Môn Đồ lại dẫn theo năm tên tu sĩ Nguyên Anh đi tới, sắc mặt rốt cục đại biến. Ngụy vô nhai quan sát mấy tên lục bào tu sĩ, trên mặt lộ suốt vẻ đăm chiêu. Đông môn đồ huynh, mấy vị đạo hữu này, liệu đạo hữu có thể giới thiệu cho vương mỗ một chút không? Vương Thiên Thắng nhìn chằm chằm mấy người, trầm giọng hỏi. Việc này đâu có gì, đợi hành trình vào trụy ma cốc lần này kết thúc, tại hạ tự mình sẽ dẫn chúng đến ra mắt đạo hữu. Đông môn đồ cáo già, chỉ nói bừa vài câu ứng phó cho qua chuyện. Trong lòng Vương Thiên Thắng tự nhiên là mắng to một chữ lão quỷ nhưng dù biết đối phương không có khả năng làm vậy chỉ là hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa từ từ phân phó đệ tử một tiếng đưa sáu người bọn họ chia thành hai lần truyền tống mà đi ngay lúc đông môn đồ được truyền tống đi ánh mắt hắn tràn ngập vẻ bất thiện nhìn hàn lập cử động đó mặc đắc rất bí mật nhưng lại bị hàn lập dùng thần thức cường đại nhìn rõ nhất thanh nhị sở xem ra đông môn đồ tựa hồ đã nhận ra linh anh có trên người mình có ngũ hành nguyên anh liên hệ với nhau chỉ sợ dù đồng hóa thế nào cũng khó xóa sạch dấu vết Xem ra nhập cốc lần này cần phải cẩn thận hơn rồi. Từ lúc bọn Đông môn đồ truyền tống đi, lại có ba gã tu sĩ tiến tới, vừa thấy một người trong số đó, Hàn Lập chợt ngẩn người, diện lộ xuất hiện vẻ cười khổ. Người đó là một lão già tóc bạc, chính là vị Trình sư huynh của mình. Còn hai lão già khác mặt cũng đầy nếp nhăn, tựa hồ thọ nguyên sắp tới người. Hàn Lập thở dài một hơi, mắt thấy ba người tiến nhập pháp trận rồi bị truyền tống đi. Ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi xuống linh thạch phía trung tâm pháp trận viên cao giai linh thạch đó lại càng đem ảm đạm hơn trước. Ánh mắt Hàn Lập chuyển động một chút, không hề do dự, lúc này thân hình bay lên trời, tại một đoàn thanh quang bao vây hướng pháp trận bay đi. Một lát sau, người đã hạ xuống trước pháp trận, tay cầm khối trụy ma lệnh ném tới Vương Thiên Thắng giữa không trung. Hàn Đạo Hữu quả nhiên cũng tới, Hàn Đạo Hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng cần gì phải mạo hiểm vào đây. Thân hình Ngụy Vô Nhai nhoáng lên, người từ ngoài 10 trượng đã thấy xuất hiện trước mặt Hàn Lập, khuyên nhủ Hàn Lập quay lại đa tạ hảo ý của ngụy huynh thế nhưng trụy ma cốc hàn mỗ nhất định phải vào mới được hàn lập thần sắc như thường bình tĩnh trả lời ngụy vô nhai nhíu nhíu lông mày nhìn chằm chằm mặt hàn lập một hồi lâu thần sắc dần dần âm trầm hơn hẳn nếu hàn đạo hữu tâm ý đã định ngụy mỗ sẽ không nói thêm cái gì mong rằng cũng không cùng mục đích như ta ngụy vô nhai nói xong như thế thân hình trượt động người lần thứ hai về tới vị trí cũ vương thiên thắng thấy ngụy vô nhai đối đãi đặc biệt như vậy với thanh niên trước mặt nhìn chằm chằm chỉ muốn biết rõ đối phương là ai, chỉ là dù thế nào hắn cũng không nhận ra khuôn mặt này là ai. Trên mặt hắn thần sắc không sợ hãi, chỉ là quan sát Hàn Lập thật cẩn thận. Tên Hàn Lập này thật sự hắn đã nghe vào vài chục năm trước, ngày đó tu vi hắn quá thấp, bị vương thiền đánh cho chạy te tua, tí chết tại trận nhưng do may mắn nên thoát thân được. Thế mà lần thứ hai hiện thân ở thiên nam thì không ngờ đã là nguyên anh tu sĩ. Mà quỷ linh môn trước sau đều có thâm cửu với hắn, vương thiên cổ cùng hai tên hậu bối vây công vậy mà hắn lại dễ dàng chuồn mất mấy năm sau đối phương đã nổi danh cực kỳ biểu hiện thần thông đó quả thật kinh người thậm chí được đánh giá chỉ dưới tam đại tu sĩ từ khi vị tông chủ quỷ linh môn này nghe thấy vậy thật không thể cao hứng được vì thế cái tên hàn lập được hắn ghi nhớ thật kỹ trong lòng hôm nay thấy hàn lập cho nên múa n nhìn kỹ để xem có thể nhận ra chút đặc thù gì từ hắn không đáng tiếc hàn lập khi tới trung tâm trận pháp thì đứng nguyên hai mắt khép hờ thần sắc không nóng không lạnh dường như không muốn để ý hết thảy mọi người xung quanh. thấy vậy, trong lòng Vương Thiên Thắng dùng mình một hồi, trái lại đối với Hàn Lập càng trở nên kiêng kỵ hơn. Chỉ tùy ý vung tay, chúng đệ tử tại không chung bắt đầu thôi động pháp trận. Sau âm thanh ông Minh, Hàn Lập chìm vào một mảnh ánh sang, sau đó biến mất tại chỗ. Một tiếng nổ mạnh xảy ra, khi Hàn Lập mở mắt đã thấy khôi phục lại như thường, hắn bắt đầu quan sát vị trí mình mới xuất hiện này một lúc. Đây là một nơi khá lộn xộn, đất đá vụn khắp nơi, chung quanh cỏ hoang cao hơn nửa người thường. Mà phía trước không xa là một mảnh đồi núi thấp bé, đến cả một bóng người cũng không thấy. Bất quá dù thấy vậy hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, trụy ma cốc có hơn trăm vạn lý, nếu không phải là cùng nhóm truyền tống thì khả năng bắt gặp người khác là điều gần như không thể. Chỉ khi Hàn Lập nhìn kỹ xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình ngạc nhiên. Oa, lão này cũng xin nguyệt phiếu như mấy tên kia hả bó chiếu thật. chương 805, sát khí trong cốc phía sau hắn cách đó không xa có một cái hố trũng rộng khoảng chừng trăm trượng bốn phía trụi lùi không có một ngọn cỏ vừa nhìn cũng biết không phải vật do tự nhiên hình thành Hàn Lập thần sắc khẽ động trước tiên khuếch tán thần thức nhanh chóng tìm tòi trong phạm vi hai ba mươi dặm nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của tu sĩ khác lúc này hắn mới yên tâm nhìn hố trũng chậm rãi đi tới Hàn Lập đứng ở bên bờ hố trũng cẩn thận đánh giá một chút trên mặt có chút kinh ngạc cái này căn bản không phải là hố chúng gì mà đúng là một cái hố vô cùng tròn trịa. Trong hố bụi đất bay mù mịt không biết đã tích tụ bao nhiêu lâu, căn bản là không thấy rõ cái gì. Hàn lập nhìn chầm chầm cái hố to trong chốc lát, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hai tay hắn bắt quyết, một cơn lốc cao hơn 10 trượng từ từ hình thành. Hàn lập miệng hô ra một câu đi khẽ tay áo bảo phất một cái. Nhất thời cơn lốc mang tất cả bụi đất thổi bay khỏi lòng hố. Nơi nào cơn lốc này đi qua, đá vụn bụi đất tất cả đều bị quét sạch. Một lúc sau đã đem hình dáng hố đá hiển lộ ra. Phía dưới tất cả đều là thạch bích, mặt ngoài là dung nham đỏ sậm bóng loáng dị thường. Đây là, Hàn Lập liếc mắt một cái nhìn ra rõ ràng là do hỏa diễm nhiệt độ cao hình thành. Theo đó liên tưởng đến cái hình dạng của cái hố này. Hắn tự đánh giá một chút rồi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là một loại đạn cầu cùng loại với hỏa cầu của hỏa đạn thuật tạo thành? hắn nếu phóng thích ra một viên hỏa cầu đánh tới trên thạch bích và đồng dạng cũng gặp phải cùng loại đá thì diện tích hố tạo thành nhiều lắm cũng chỉ cỡ một trượng cùng với cái hố trăm trượng này thì không thể so sánh căn bản là tiểu vu kiến đại vu chẳng lẽ đây là thần thông của thượng cổ tu sĩ thật sự là lợi hại hàn lập kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu rồi mới thở ra một hơi vừa lại lắc đầu hắn nghĩ có khả năng cái hố này có thể là cổ bảo hỏa thuộc tính công kích mà hình thành Bất quá ngay cả như vậy thì thần thông của thượng cổ tu sĩ cũng xác thực không phải người tu tiên hiện này có thể sánh bằng. Tiếp theo Hàn Lập chậm chậm thong thả đi một vòng xung quanh cái hố nhưng cũng không có phát hiện ra cái gì đặc biệt nên dừng chân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ ứng với thời gian giữa trưa nhưng trên bầu trời cũng không có xuất hiện ánh mặt trời trói mắt như trước khi truyền tống. Thay vào đó là những đám mây màu vàng vô cùng vô tận tản ra chút ánh sáng mờ ảo. Hàn Lập cũng không có giật mình, tình hình này hắn đã thấy nhiều. Đây là kết quả do cấm chế bao trùm cả thiên không tạo thành. Theo hắn phỏng trừng thì sợ rằng bây giờ không thể lên đến chỗ rất cao nếu không sẽ kích động cấm chế. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Hàn Lập vẫn khe búng ngón tay bắn ra một chỉ, không biết khi nào đã lấy ra kim sắc về kim trùng bắn ra nhắm thẳng không trung bay lên. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn con trùng này mặt không chút thay đổi. Quả nhiên con trùng này bay lên cách mặt đất 5-60 trượng thì một đạo lam sắc thiểm điện từ hư không hạ xuống đánh lên người phệ kim trùng. Con trùng này cả người lăn lộn rồi từ trên không trung trực tiếp rơi xuống. Nhưng khi rơi xuống cách mặt đất khoảng 7-8 trượng thì lại vẫy được hai cánh. Dường như không có việc gì xảy ra và lại hồi phục như thường. Nhìn thấy màn này sắc mặt hàn lập đăm chiêu. Sau đó hắn dùng thần thức triệu hồi phi trùng. Sau khi phân biệt phương hướng thì linh quang quanh thân chấp động rồi hóa thành một đoàn thanh quang hướng phía tây chậm rãi bay đi. Tại loại địa phương quỷ dị này hắn cũng không dám triển khai toàn bộ độn tốc nếu không một khi đụng vào cấm chế hoặc khe hở không gian thì thuần túy là đi tìm chết. Dưới tình huống đều có hẹn với cả Tử Linh và Nam Lũng Hầu, Hàn Lập chuẩn bị lần lượt đem hai chuyện giải quyết. Trong đó việc tìm Linh Trúc Quả sẽ tiến hành sau, khi hắn liên kết với Nam Lũng Hầu diệt sát Hỏa Thiểm Thú nọ. Mặc dù nói người của Quỷ Linh môn khẳng định là sau khi vào cốc cũng sẽ đi tìm Linh Trúc Quả nhưng hàn lập cũng không tin chỉ bằng vào trí nhớ mơ hồ của vị nguyên anh tu sĩ đang lúc chạy trốn từ trong cốc ra là có thể lập tức tìm được quả này mà có tìm được cũng phải mất rất nhiều thời gian huống hồ cho dù hắn thiên tân vạn khổ tìm được linh quả này thì phải hái xuống và lập tức luyện đan tiếp theo sau khi dùng đan dược thì còn phải ngồi vận công đem dược lực hấp thu việc này cũng khiến chậm trễ mất mấy ngày thời gian theo đó hàn lập tự nhiên phải lấy được hỏa thiềm nội đan vật rất quan trọng đối với nam cung uyển sau đó mới có thể an tâm đi tìm linh trúc quả huống chi hắn đối với bảo vật trên di hài thượng của tu sĩ do hỏa thiềm cổ thú trông coi cảm thấy hứng thú. Hàn lập một bên tự đánh giá, một bên không tiếc tổn hao tâm thần đem thần thức toàn bộ triển khai. Đồng thời trong mắt Lam Quang thỉnh thoảng chấp động, thần thông minh thanh linh nhãn cũng thi triển ra để phòng ngừa cấm chế cùng khe hở không gian ẩn hình giấu giếm được thần thức. Mặc dù không có cách nào phán đoán được vị trí của mình ở ngoài cốc nhưng rõ ràng là sẽ không ở cách tu sĩ khác quá xa truyền tống trận mặc dù nói là tùy theo cơ duyên truyền tống nhưng cũng chỉ trong một phạm vi nhất định. Hàn Lập cũng không muốn gặp tu sĩ khác mà muốn đi đến phía tây trụy ma cốc để cùng đám người Nam Lũng Hầu hội hợp. Theo lời Nam Lũng Hầu thì hắn mặc dù cũng có phương pháp vào cốc của thương khôn thượng nhân nhưng phương pháp này cũng gặp phong hiểm nhất định. Phải hao tổn nguyên khí nhất định mới có thể đi vào trong cốc. Loại phương pháp này có điểm tốt duy nhất là không cần phân biệt vị trí của bản thân mà vừa tiến vào trong cốc là có thể dựa theo lộ tuyến của thương khôn thượng nhân năm xưa mà lẻn vào nội cốc. Mà sau khi Hàn Lập tự đánh giá thì nghĩ hay là mượn phương pháp vào cốc của quỷ linh môn. Dù sao quỷ linh môn có dũng khí không kiêng nể bán ra trụy ma lệnh thì đối với phương pháp vào cốc khẳng định có vài phần tự tin. Hàn Lập tự nhiên muốn chọn phương án ổn thỏa một chút. Hôm nay xem ra phương pháp vào ngoại cốc này của quỷ linh môn quả nhiên thuận lợi vô cùng bất quá trên đường đi hắn sợ rằng cũng sẽ phải gặp chút nguy hiểm. Hàn lập một bên tự đánh giá một bên không ngừng xoay đầu trông chừng xung quanh. Đột nhiên thân hình chợt dừng nhìn phía trước chằm chằm, mặt nhăn lại một chút, nhưng hắn lập tức thần sắc như thường và tiếp tục bay về phía trước. Chỉ là độn tốc chậm hơn ba phần, sau khi bay ra đi được hơn trăm trượng hàn lập dừng lại nhìn một đạo bạch sắc quang hồ xa xa phiêu phủ giữa không trung không khỏi nhếch miệng liếm môi. Đây là một đạo quang hồ lớn cỡ một trượng, ở giữa giày còn hai đầu mỏng hình dáng như trăng non. Nó vô thanh vô tức trôi nổi giữa không trung, không phát ra một tia linh khí ba động nào. Hàn lập tỉ mỉ đánh giá quang hồ này một lần rồi đột nhiên khoát tay hướng hư không phía trước nhẹ nhàng đánh ra một chảm. Một đạo màu xanh kiếm khí trống rỗng đánh tới quang hồ. Âm một tiếng, thanh quang bùng lên, nhưng kiếm khí sau khi cùng quang hồ tiếp xúc thì lập tức biến mất không gặp, phảng phất như bị cắn nuốt. Mà quang hồ vẫn dường như không có việc gì trôi nổi trên không trung, không thay đổi chút nào. Hàn lập gật đầu, xem ra đây là vì khe hở không gian. Nếu rõ ràng như thế thì lại có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng nghe nói còn có khe hở không gian vô ảnh vô hình, loại này có chút phiền phức hơn nữa. Vừa mới đi ra đã lập tức nhìn thấy khe hở không gian. Nói rõ ra thì cả chuyện ma gốc này khe hở không gian xác thực là có khắp nơi. Một khi không cẩn thận thì có hối cũng không kịp. Hàn lập trong lòng thầm nghĩ sau đó thân hình thoáng một cái độn quang vẽ ra một cái vòng tròn thật to xung quanh liệt phùng này rồi lạnh nhạt tiếp tục bay đi. Hàn Lập không biết là cách hắn hơn trăm dặm có một gã béo hồ hồ lão giả đồng dạng nhìn chăm chú một một đạo quang hồ cỡ một thước vừa thì thảo nói. Thật đúng là nguy hiểm, lại đem lão phu truyền đến bên cạnh khe hở không gian. Nếu là khe hở lớn cỡ người trượng thì mạng nhỏ của ta sẽ không giữ được. Xem ra trụy ma cốc này khe hở không gian thật đúng là không ít. Cần cẩn thận hơn vài phần. Lão giả lầm bầm lầu bầu vài câu, sắc mặt có chút trắng bệch. Theo sau hắn đồng dạng quan sát bốn phía dùng thần thức xác nhận không có nguy hiểm rồi nhận định một phương hướng. Trên người độn quang chợt lóe bay ra năm sáu trượng chuẩn bị rời nơi này đi. Đột nhiên một đạo bạch quang trên đường phát sáng, lão giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có kịp phát ra. Thân thể trong nháy mắt bị phân thành hai đoạn, hai đoạn thi thể mang theo máu tanh nồng đậm rơi xuống. Khuôn mặt lão giả tràn đầy vẻ không tin cùng không cam lòng trước khi chết mà cái khe hở không gian vừa mới hiện ra sau khi quang hoa thu liếm thì lại chậm rãi trong suốt ẩn hình đi. Nếu lại có người khác đến thì đồng dạng không có cách nào phát hiện ra tồn tại của nó. Một phương khác, ba gã tu sĩ một thân cẩm bào cả người đầy mồ hôi bay loạn lên trong một đống loạn thạch nhưng vô luận là đi phương hướng nào một khi bay ra xa hơn 10 trượng thì sẽ có bảy sắc thái hạ hiện hình ngăn trở đường đi. Không được, như vậy chúng ta không có cách nào đi ra. Đám quỷ linh môn hỗn đản dĩ nhiên đem ba người chúng ta truyền tống đến cấm chế này chờ huynh để chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải tính sổ cùng bọn họ. Một gã đại hán vẻ mặt như thanh đao rốt cục không nhịn được rừng độn quang lại mở miệng mắng to. Hừ, ngươi tỉnh táo hơn đi, quỷ linh môn mà lại sợ tiểu tông tiểu phái chúng ta tới tìm phiền toái hay sao? Huống hồ người ta ngay từ đầu đã nói truyền tống tùy theo cơ duyên. Nếu bị truyền đưa đến khe hở không gian thì cũng xem như chính mình xui xẻo. Cũng may cấm chế này mặc dù lợi hại nhưng tựa hồ không phải là loại hình công kích chúng ta chậm rãi nghĩ cách thì trung quy có thể đi ra ngoài. Một tu sĩ có gò má cao khác cũng dừng lại lạnh lùng nói. Nhưng bảo vật trong cốc chẳng phải là bị người khác chiếm hết sao. Phải biết rằng với tu vi ba người chúng ta nhiều lắm cũng chỉ ở bên ngoài cốc tìm kiếm được một chút bảo vật là tốt rồi. Đi vào nội cốc đó chính là muốn chết, mua cái trụy ma lệnh này đã làm chúng ta táng ra bại sản. Đại hán vẻ mặt như đau cuốn quyết lắc đầu nói, nếu là như thế mà nói thì có thể sử dụng sức mạnh để bài trừ cấm chế. Cấm chế này mặc dù thoạt nhìn có chút thần kỳ nhưng cấm chế ở ngoại cốc có lợi hại cũng quá lợi hại. Theo đó mặc dù có hao tổn nhiều pháp lực một chút thì cuối cùng vẫn có thể đi ra ngoài. Sau khi trần chờ một chút, tu sĩ gò má cao rốt cục nói. Được rồi, cũng chỉ có cách như thế. Nhị đệ pháp bảo của ngươi là loại hình công kích, toàn bộ dựa vào ngươi xuất lực. Hai người ta ở một bên phụ trợ, một tu sĩ khác diện mục ngâm đen ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý nói. Việc này giao cho ta, chỉ cần vài lượt công kích là đủ để phá vỡ cấm chế quái quỷ này. Đại hán nghe vậy tinh thần phấn chấn lên nói, tiếp theo hắn há mồm phun ra một đoàn hoàng quang, bên trong bao lấy một viên tứ phương tiểu xảo thạch ấn to cỡ một tấc. Đại hán hai tay bắt quyết điểm chỉ lên thạch ấn này một cái. Nhất thời thạch ấn đón gió lớn lên trong nháy mắt to lên cỡ một thước. Mặt khác hai người bên cạnh lần lượt thả ra nhất hồng nhất bạch lưỡng khẩu phi kiếm tinh quang lấp lóe bay ra. chương 806 Các hành kỳ sự Đi, đại hán gầm lên một tiếng, thạch ấn sau khi quay tròn một trận thì quang mang bùng lên đánh về phía đoàn sáng mở phía xa xa. Hai khẩu phi kiếm cũng hóa thành hai đạo ánh sáng màu hồng bạch, theo thạch ấn chảm đến. Pháp bảo thạch ấn này quả nhiên bất phàm, khi đánh chúng đoàn sáng mở, trước hết mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Theo sau là thanh âm ầm ầm ù ù kinh thiên động địa, linh quang các màu trong phút chốc đan vào nhau, mặt đất phụ cận cũng rung động theo thấy thạch ấn hiển lộ uy lực to lớn như thế, trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng nhưng lập tức vẻ tươi cười ngưng đã đọng lại trên khóe miệng. Bởi vì sau khi đan vào giữa linh quang, đoàn sáng mở bảy màu đột nhiên sáng bừng lên, linh quang của ba kiện pháp bảo lại nhất thời bị đoàn sáng mở đè ép xuống. Tiếp theo trong đoàn sáng mở lại phát ra từng trận thanh minh, ba kiện pháp bảo đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Ba người kinh hãi vội vàng một lần nữa khống chế pháp bảo, quay mặt nhìn nhau. Cấm chế này tựa hồ lợi hại hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đại Hán hừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì đoàn sáng mở bốn phía đồng lóe ra linh quang, nổi lên màu sắc hỏa hồng. Ba người ngẩn ra không rõ chuyện gì đang xảy ra thì từ cấm chế trên bầu trời có vô số hỏa vân bắt đầu ngưng tụ quay cuồng. Một cổ khí tức nóng bức trong nháy mắt tràn ngập trong đoàn sáng mờ. Là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đây là cấm chế không có tính công kích sao? Đao Ba Đại Hán thấy vậy vô cùng kinh sợ quát lên. Nhưng hai người khác căn bản không có thời gian trả lời câu hỏi bởi vì hỏa vân trên bầu trời đã không chút khách khí đè thẳng xuống. Ba người đại hán bị bao vây ở bên trong kinh hãi, đều tự thúc giục pháp bảo, vội vàng đem toàn thân bảo vệ lại vừa luống cuống giơ tay vỗ mấy đạo linh phù lên trên người. Vòng bảo hộ các loại thuộc tính trên người bọn họ lóe sáng. Mây mù màu hồng trong chốc lát đã đem ba người bao phủ trong đó. Một lát sau, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa vân truyền ra, sau đó lạnh ngắt như tờ. Một hồi lâu sau hỏa vân tự động tán đi, đoàn sáng mờ cũng thu liếm hội tán đi, lộ ra đám loạn thạch ở trong nhưng đã không có một bóng người. Chỉ có ba kiện pháp bảo nằm trên mặt đất, quang hoa vô cùng ảm đạm, phảng phất linh tính đại giảm. Tu sĩ vừa tiến vào trụy ma cốc tao ngộ vận rủi cũng không nhiều lắm, chỉ có bảy tám người mà thôi nhưng bị chết như vậy thì lại chiếm hơn phân nửa. Tại trong cốc, cơ hồ một khi gặp tao ngộ bất chắc thì tánh mạng lập tức gặp nguy hiểm. Thậm chí trong đó có cả một gã tu sĩ nguyên anh của một môn phái trung bình, nhất thời khinh thường mà chết trong một cái khe hở không gian. Hàn Lập không biết những người khác đã gặp phải chuyện gì nhưng ở mảnh đất hung hiểm nhất thiên nam này tự nhiên là cẩn thận từng bước. Chẳng qua giờ phút này hắn lại vừa vui vừa sợ, trên khoảng không hoang vắng hắn chắp hai tay sau lưng mà trợn to hai mắt nhìn phía trước, trong đồng tử lam mang lưu chuyển không ngừng, trông có chút chói mắt. Nhìn từ bên ngoài thấy trong mắt Hàn Lập phóng ra lam quang trông có vẻ có chút yêu dị nhưng Hàn Lập không có tâm tư nào nghĩ đến việc này. Phía trước trống không không có vật gì, thậm chí dùng thần thức tảo qua cũng thấy rất bình thường. Nhưng tại Minh Thanh Linh nhãn toàn lực thi triển, Hàn Lập lại chứng kiến một đạo quang hồ lớn một vài thước đang ở phía trước vài chục trượng lóe ra quang mang yếu ớt. Hàn Lập hít sâu một hơi, đem lam mang trong mắt dần dần giảm đi một ít. Vẻ mặt âm tình bất định, hắn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định, thần thông linh nhãn xác thực là có thể phát hiện khe hở không gian ẩn hình mà thần thức không có cách nào phát hiện ra được. Điều này khiến hắn vừa vui vừa sợ. Cuối cùng cũng không phụ công hắn đã lãng phí nhiều linh dịch như vậy, dùng Minh Thanh Linh Thủy Thanh tẩy hai mắt lâu như thế. Kể từ đó, tính mạng hắn tại trụ ma cốc tự nhiên là được đảm bảo hơn rất nhiều. Phiền toái duy nhất chính là Minh Thanh Linh nhãn mặc dù có thể phát hiện ra các khe hở không gian nhưng phải dưới tình huống toàn lực thi triển. Nếu không hơi một sơ sẩy một chút vẫn sẽ bị dính vào. Sử dụng Minh Thanh Linh nhãn tiêu hao linh lực không đáng kể nhưng nếu là đi cùng bọn nam lũng hầu mà để bọn họ phát hiện ra dị dạng trong mắt hắn thì điều này có chút phiền phức hắn cũng không muốn những người này biết hắn có thần thông này trong người hàn lập cúi đầu trầm ngâm một lúc nhưng chỉ chốc lát sau liền có chú ý hắn vỗ túi chữ vật nhất thời một kiện áo choàng thanh quang lòe lòe xuất hiện ở trong tay cái áo choàng này không phải là trang phục bình thường mà là thứ hàn lập cướp đoạt được trước kia xem như đỉnh bậc linh khí vật ấy không có công năng gì khác ngoài việc có thể che khuất khuôn mặt Phòng ngừa người khác nhìn trộm hình dáng. Đương nhiên loại công hiệu này chỉ phát huy lâu dài khi có linh lực liên tục rót vào, hơn nữa chỉ có thể phòng được người nhìn trộm có công lực không hơn người mang áo choàng nhiều. Hàn Lập phòng trừng chính mình mang vật ấy thì trừ Nho Sinh họ Trọng cùng Ngụy Vô Nhai thì không ai có khả năng có thể nhìn thấu được. Các tu sĩ còn lại trong cốc không có cách nào thấy được dị dạng trong mắt hắn. Đem áo choàng mang vào, Hàn Lập thản nhiên liếc mắt nhìn khe hở không gian mơ hồ, có thể thấy được một đạo thanh quang từ bên cạnh lướt qua. Trong một khu rừng rậm rạp che kín bầu trời, một nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo bình thường đang ở trên khoảng không thấp phía trên khu rừng phi hành. Nữ nhân này dung nhan không xuất sắc nhưng hai mắt lại trong suốt động lòng người. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng sang bên cạnh không ngừng, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Qua một chút thời gian sau, nữ tử rốt cục đã bay xuyên qua phiến rừng rậm này. Sau đó tại một chỗ ngoài bìa rừng rừng lại độn quang, thần sắc kinh ngạc. Nơi này xem ra cũng không phải không có dấu hiệu tên trưởng lão quỷ linh môn kia lưu lại thì hẳn là tại phương khác bất quá dĩ nhiên yêu cầu ta trước tiên tìm được dấu hiệu sau đó lại phải chờ hắn một vài ngày là rốt cuộc có ý tứ gì chẳng lẽ hắn tại trụy ma cốc có mục tiêu gì khác nữ tử khẽ lắc đầu vừa nhìn bầu trời màu vàng thì thào nói nhỏ trong đôi mắt sáng hiện ra vẻ mờ mịt đột nhiên đôi mi thanh tú vừa động thân hình nàng thoáng một cái người bỗng nhiên lui trở về trong rừng đồng thời thu liếm khí tức hướng trên người thi triển mấy đạo pháp thuật che giấu hành tích trốn ở dưới một gốc cây lớn không nhúc nhích. Chỉ thấy ba đạo độn quang nhan sắc khác nhau từ xa xa bay tới, tốc độ không nhanh, có thể mơ hồ thấy rõ bên trong có ba lão giả đang cùng phi hành. Trong phút chốc, ba đạo độn quang đã đến phía trên khu rừng rậm. Trong đó một lão giả tóc bạc tựa hồ cảm ứng được điều gì, ánh mắt nhìn xuống đảo qua chỗ nữ tử ẩn thân một cái. Trong miệng nhẹ ồ một tiếng, sao vậy, Trình Huynh có phát hiện gì ư? Một lão giả vẻ mặt đầy nếp nhăn mặc tử bào bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi một câu không có gì chỉ là trong rừng cây phía dưới có một vị nữ tu kết đan kỳ tựa hồ không muốn gặp người khác tóc bạc lão giả nhạt giọng nói ô nữ nhân này cẩn thận như thế chẳng lẽ trong rừng có bảo vật gì lão giả này không khỏi tâm động lâm huynh đừng có nằm mơ nữa trong rừng cây này chỗ nào chả có dấu hiệu cấm chế người phía dưới chỉ là kết đan tu sĩ và lại là một nữ tu tại nơi hung hiểm này trốn tránh ba người chúng ta cũng là chuyện bình thường chúng ta không nên nhiều chuyện để thêm phần nắm chắc việc tầm bảo tốt nhất là bên ngoài cốc có thể có được thu hoạch là tốt nhất nếu không cũng chỉ có cách xông vào nội cốc một gã tu sĩ trên mặt có lồng khí màu xanh bao phủ chậm rãi nói âu huynh nói có lý chúng ta không cần để ý đến nữ tu này ở cái địa phương quỷ quái này cho dù độn tốc mau hơn nữa thì cũng không dám toàn lực tìm kiếm muốn tìm tòi hết khu vực lớn như vậy sợ rằng không phải là chuyện trong thời gian ngắn tốt nhất là không nên lãng phí thời gian bị người phản bác nhưng tử bào lão giả cũng không có vẻ không hài lòng mà ngược lại mỉm cười đồng ý lão giả tóc bạc thì bình tĩnh gật đầu ba người không quay lại mà bay xẹt qua khu rừng rậm nữ tử trong rừng thấy độn quang đi xa mới cẩn thận từ trong rừng đi ra nàng nhìn phương hướng bọn họ đi xa hơi trầm ngâm một chút tự nói lão giả tóc bạc nọ hình như là sư huynh của hắn tại lạc vân tông không nghĩ tới là người này cũng đến đây may mắn là chỉ khẽ đảo qua nữ tử này là tử linh đã dịch dung giả trang tiến vào trụy ma cốc hàn lập cùng nàng ước hẹn trước tiên ở bên ngoài cốc tìm kiếm một ít dấu vết liên quan đến linh trúc quả sau đó chờ vài ngày để cùng nàng hội hợp đi tìm linh trúc quả tử linh lúc đầu đáp ứng rất vui vẻ nhưng trong lòng tự nhiên đối với điều kiện này của hàn lập vẫn có chút nghi hoặc bất quá nàng cũng biết việc này khẳng định cùng nàng không có quan hệ gì nên vẫn không có truy hỏi qua hàn lập nguyên do trong đó Hôm nay, nàng ở trong khu rừng này cũng không tìm được mục tiêu nên sau khi do dự một chút thì lại biến thành độn quang hướng phía ba lão giả bay đi. Trong một khu rừng tầm khác trong trụy ma cốc, sáu gã đệ tử quỷ linh môn một thân hắc y đang ở trong rừng tìm kiếm mọi nơi. Vương Thiền cùng Yến Như Yên thì đứng ở phía ngoài, mà ở phía trên khu rừng rậm, lão giả khuôn có mặt tái nhợt nọ thì đang phiêu phù trên không trung không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình. Tông chủ quỷ linh môn Vương Thiên cổ cùng một số đệ tử quỷ linh môn khác thì không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đi nơi nào. Đột nhiên trong rừng truyền ra một tiếng thét kinh hãi, theo sau trong tai lão giả truyền đến thanh âm của một gã đệ tử mừng rỡ nói: "Tìm được rồi, ở chỗ này." Lão giả vẻ mặt khẽ biến đổi, hắc quang trên người chợt lóe, hóa thành một đạo ô hồng bay vụt xuống. Những người khác cũng nghe được, ở nơi nào, lão giả sau một khắc đã đứng ở phía trên tên đệ tử kia, ánh mắt sau khi hướng mọi nơi đảo qua lạnh lùng hỏi: "Trung trưởng lão, ở chỗ này Tên này đệ tử chỉ vào khối đại thụ bên cạnh, cung kính mà nói. Lão giả nghe vậy, ánh mắt nhìn theo chỗ ngón tay chỉ, lông mày khẽ cao một chút. Khối đại thụ này hình dáng vô cùng kỳ lạ, gốc rễ chẳng những phân nhánh chẳng chịt mà thân thể phía trên cũng dễ làm nhiều nhánh thô to. Cả khối đại thụ phảng phất như một người khổng lồ, làm rất tốt, rất có thể là nó. Nếu thật sự là cây này thì sau khi xuất cốc tông môn sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lão giả gật đầu, khuôn mặt giãn ra mà nói. Tên đệ tử kia nghe vậy, mừng rỡ vội vàng tạ ơn mà lão giả chậm rãi hạ xuống di chuyển hai vòng xung quanh đại thụ rồi dừng lại cước bộ tại một bên đại thụ sau khi đứng nhìn một lát hắn khoát tay năm ngón tay hướng lên trên cây hư không đánh ra một chảo một tia âm khí màu đen từ trên thân cây chậm rãi bay ra sau khi ngưng tụ thành một đoàn thì bắn vào trong tay lão giả quả thật là nơi này gọi những người khác lại đây lão giả họ chung trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười trong miệng phân phó mà lúc này theo thời gian mà trôi qua, các tu sĩ khác vào cốc đã dần dần phân tản ra. Trừ số rất ít người có mục tìm kiếm cái gì còn đại bộ phận mọi người thì tản mạn không có mục đích gì mà hướng chung quanh dò xét, hy vọng có thể có phát hiện ra cái gì đó. Nhưng làm cho đại đa số mọi người thất vọng chính là không biết có phải là do mới ở ngoại cốc hay không mà trừ vài tên vận khí tốt nhặt được một ít di vật tu sĩ vào cốc trước kia thì đại bộ phận trong khoảng thời gian này cũng không hề có thu hoạch gì. Cũng không phải là như lời đồn đãi rằng trong cốc khắp nơi đều là bảo vật có một số tu sĩ nóng lòng cùng tự thị pháp lực cao cường thì bắt đầu chậm rãi đi sâu vào trong nội cốc. Mà đối với Hàn Lập mà nói, ngày đầu tiên tại trụy ma cốc lại có chút bình thản. Dọc theo đường đi, hắn căn bản không có lãng phí thời gian tìm kiếm bảo vật mà nhằm chỗ nào an toàn mà đi. Những nơi có cấm chế thì tránh thật xa. Theo đó, hắn mặc dù độn tốc rất chậm nhưng rốt cuộc cũng đã đến gần địa điểm ước định cùng Nam Lũng Hầu và cũng rõ ràng vị trí của chính mình trong cốc. chương 807, đường vào nội cốc phía tây trụy ma cốc trên một tòa tiểu sơn màu nâu có hai người một ngồi một đứng trên đỉnh núi người ngồi xếp bằng là một lão giả mi dài mặc áo bào trắng người đứng là một gã mặc cẩm y đầu đội mũ râu dài màu hung đúng là hai người trưởng lão thiên cực môn lỗ vệ anh cùng với nam lũng hầu nam lũng hầu hai tay chắp sau lưng đứng ở trước người lỗ vệ anh chừng năm sáu trượng có vẻ thong dong nhìn về hướng phía xa xa nhưng trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lo âu nam lũng huynh không nên quá nóng lòng Người này rất có thể bị truyền tống tới vị trí hẻo lánh, muốn đến đây tự nhiên phải mất chút thời gian. Chúng ta không phải tận mắt thấy hắn tiến vào pháp trận và bị truyền tống vào sao. Ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch nhắm mắt dưỡng thần, lỗ về anh tựa hồ cảm ứng được nam lũng hầu trong lòng nôn nóng nên đột nhiên mở miệng nói. Nói thì nói như vậy nhưng người cũng biết chuyện ma cốc này nguy hiểm trùng trùng, có nhiều loại nguy hiểm mà không phải là cứ có đại thần thông là có thể ứng phó được. Mà chúng ta chuyến này nhất định không thể thiếu khuyết người này nếu không chuyến đi trụy ma cốc này rất có thể về tay không nam lũng hầu thở dài xoay đầu có chút bất đắc dĩ nói bắc cực nguyên quang nhất định cần phải có lưỡng nghi hoàn mới có thể xông qua nhưng hỏa thiềm thú này thực sự rất lợi hại sao nếu chúng ta lúc đầu lấy được chiếc nhẫn này thì cần gì người này lỗ về anh dương đôi mắt không nhịn được oán giận nói một câu lợi hại hay không lợi hại thì ta cũng không có chính mắt nhìn thấy qua bất quá trong di thư của thương khôn thượng nhân nói thì xác thực con thú này vô cùng đáng sợ tốt nhất là tìm tu sĩ có công pháp tương khắc con thú này đến đối phó nếu không cho dù có thể đối phó được nó thì chúng ta cũng không phải vất vả phả một phen có khi còn bị đại thương nguyên khí tại nơi hung hiểm như thế này ta cũng không muốn tạo cơ hội cho kẻ nào thừa nước đục thả câu nam lũng hầu nhướng mày giải thích nam lũng huynh nói cũng có đạo lý xem ra trải qua lần ở mộ lan thảo nguyên đó nam lũng huynh càng thêm cẩn thận bất quá ta tại một số điển tịch xem được một số tin tức có liên quan đến hỏa thiềm thú con cổ thú này ở thời thượng cổ cũng không phải là nổi danh như thế nhưng theo như lời giới thiệu trên đó thì nó không khó đối phó mới đúng nhưng nếu theo thương khôn thượng nhân nói thì phỏng chừng con thú trong cốc này nói không chừng là hỏa thiểm biến dị lỗ về anh sau khi tự đánh giá qua thì nói ra phán đoán của bản thân biến dị việc này cũng có thể bất quá ta cảm giác được con thú này trong cốc không có thiên địch nên thời gian tu luyện rất dài nam lũng hầu không có hoàn toàn đồng ý với quan điểm của lão giả chuyện cũng đã đến bước này nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hỏa thiềm này nhất định phải diệt sát, mà thông đạo hướng đến nơi hỏa thiềm thú hiện nay đầy bắc cực nguyên quang. Người nào không chuẩn bị sẵn sàng thì tuyệt nhiên là vô pháp đi qua. Chúng ta không cần lo lắng khối cổ tu di hài bị người khác đoạt trước lỗ về anh lần nữa nhắm hai mắt lại nói. Nam lũng hầu thấy lão giả không chút hoang mang bỗng nhiên cười, đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên thần sắc khẽ biến, vội vàng xoay người hướng lên trời nhìn lại. Xa xa trên không trung có thanh quang chấp động, theo sau một đạo thanh hồng từ xa xa đang bay tới. Là hắn, rốt cục đã tới. Đối với độn quang của Hàn Lập Nam lũng hầu dường như đã quen thuộc, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, lỗ về anh nghe vậy, vội vàng mở mắt nhìn, đồng thời đứng dậy. Xem ra vị thiên cực môn trưởng lão này mặc dù ngoài mặt chấn định nhưng đồng dạng cũng rất nóng lòng. Đạo thanh hồng kia tựa hồ vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không tính là nhanh. Qua một hồi lâu sau, độn quang mới đến phía bầu trời trên đầu bọn họ. Thanh quang thu liếm, hiện ra một người đầu mang áo choàng, nhẹ nhàng lơ lửng ở trên đầu hai người, cúi nhìn xuống. Là hàn đạo hưu phải không? Dùng thần thức đảo qua nhưng phát hiện thần thức không có cách nào xuyên thấu được cái áo choàng màu xanh. Nam lũng hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trần chờ nói. Sao vậy, trừ hàn mỗ ra thì đạo hữu lại có thể nghĩ đến ai nữa? Hàn lập sờ sờ áo choàng trên đầu, khẽ cười nói đồng thời ánh mắt lại nhìn sang lão giả họ Lỗ liếc mắt một cái. Lỗ về anh đồng dạng phát hiện ra dị tượng của áo choàng nhưng thần sắc như thường. Hàn Đạo Hữu nói dẫn rồi, ta cùng Lỗ huynh chờ Đạo Hữu đã lâu rồi. Vừa nghe thanh âm của Hàn Lập, Nam Lũng Hầu thở dài một hơi. Mặc dù cảm giác được việc Hàn Lập mang áo choàng này có chút quái dị nhưng thấy Hàn Lập cũng không muốn đề cập đến việc này thì hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Ba người cũng không phải là những người rông dài mà trực tiếp thương lượng chuyện diệt sát hỏa thiểm thú. Để đến được nơi của Hỏa Thiềm thú thì trước hết phải tiến vào nội cốc mới được. Gọi là nội cốc kỳ thật chỉ là danh xưng dùng để chỉ thượng cổ cấm chế lợi hại hơn trong trụy ma cốc. Nơi đây là khu trung tâm trụy ma cốc một lần nữa bị thiết hạ cấm chế tạo thành một khu vực riêng biệt. Chỉ là lúc này đây, thông đạo tiến vào nội cốc cũng không phải chỉ có một cái. Đi quanh ngoại cốc một vòng là có thể dễ dàng tìm được hơn 10 cái thông đạo lớn nhỏ không đồng nhất. Chỉ là các thông đạo này bên trong đều bị thiết hạ cấm chế trùng trùng nếu muốn đi qua thì chỉ có cách bài trừ từng điểm một mà thôi. Còn nếu muốn cậy mạnh sông vào thì chỉ là tự mình chuốc lấy khổ. Thượng cổ cấm chế này mỗi cái đều có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa không lưu tình chút nào. Không công kích thì thôi, một khi động thủ thì tuyệt đối không chút khách khí phản vệ lại. Lúc đầu thương khôn thượng nhân tự thị trận pháp tạo nghệ không kém, một thân một mình nghiên cứu nhiều ngày nhưng sau phải hoàn toàn từ bỏ. Mặc dù không phải thực sự không có cách nào giải khai, nhưng chỉ bằng vào một mình hắn thì thật sự còn lâu lắm, sau đó thương khôn thượng nhân lại hao tổn tâm cơ, hơn nữa cơ duyên xảo hợp mới tìm được một thông đạo nhỏ bí ẩn tràn đầy bắc cực nguyên quang. Thông đạo này rất bí ẩn, không dễ dàng bị người khác phát hiện nhưng bắc cực nguyên quang trong thông đạo đủ để diệt sát các tu sĩ không biết xông vào trong. Bất quá bây giờ có lưỡng nghi hoàn, nên việc tiến vào trong nội cốc thì cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hàn lập cùng hai người này thương lượng xong kế sách thì không nghỉ ngơi mà lập tức bay lên trời, chuẩn bị thi triển độn quang hướng phía nội cốc bay đi nhưng là vừa lên không nam lũng hầu đã giơ tay hướng túi chữ vật vỗ một cái lấy ra mấy cái linh đang màu sắc khác nhau lớn nhỏ cỡ vải tắt sau đó treo bên hông hàn lập thấy tình cảnh này thì hơi ngẩn ra có bất ngờ liếc nhìn nam lũng hầu một cái đây là cảm ứng linh chỉ cần đến chỗ không gian có chút ba động hơi khác thường là nó tự động rung lên mặc dù không thể đoán trước nơi có khe hở không gian nhưng có thể cảnh báo đại bộ phận khe hở không gian ở cạnh bên người nam lũng hầu thấy Hàn Lập mắt lộ ra vẻ tò mò nên hướng Hàn Lập giải thích một câu. Hàn Lập trong lòng khẽ động gật đầu, rồi ba người hóa thành ba đạo độn quang bay vụt đi rời khỏi tiểu sơn. Bọn họ một đường hướng tới trung tâm sơn cốc bay đi, mấy cái chuông đồng này thật linh nghiệm. Một khi có khe hở không gian xuất hiện nó lập tức phát ra thanh âm đinh đương thanh thúy khiến cho ba người có thể kịp thời chú ý, phòng ngừa đâm đầu vào nó. Bất quá số khe hở không gian này đại đa số đều có dấu tích để có thể tìm ra hoặc là các khe hở mờ nhạt còn loại khe hở không gian ẩn hình thì Linh Đăng này lại không cách nào cảnh báo được. Hàn Lập biết rõ ràng việc này như thế bởi vì trên đường đi hắn dùng Linh Nhãn nhìn thấy một khe hở không gian ẩn hình cách ba người một bên không xa. Ba đạo độn quang bay sát qua bên cạnh nó mà mấy cái chuông kia không có chút động tĩnh nào. Xem đến nơi đây, Hàn Lập trong lòng có chút thả lòng. Bất quá tựa hồ đúng như Nam Lũng Hầu nói có cái chuông đồng này đích xác là tiện lợi hơn rất nhiều. Nam Lũng Hầu cùng lỗ vệ anh cũng có thể phóng tâm đại triển thủ cước khiến cho độn tốc tối thiểu nhanh hơn vài phần. Ba người trên đường đi may mắn cũng không có gặp khe hở ẩn hình nên Hàn Lập tất nhiên cũng không cần cảnh báo cái gì. Ba người cứ như vậy đi, cả đoạn đường bình yên vô sự. Hơn nửa ngày sau, bọn họ đã đến sát bên nội cốc, ở trước một dãy núi xa lạ. Dãy núi này gồm hơn 10 tòa núi nhỏ kéo dài liên tiếp hình thành dải núi non dài hơn 10 dặm. Mà ở sau núi non này là một mảnh huyết sắc ánh sáng che kín bầu trời màu vàng, nhìn có vẻ yêu dị vô cùng. Đó chính là nội cốc, huyết quang này là cấm chế cực kỳ lợi hại, tuyệt đối không nên đi trêu chọc vào, nếu không chết thì cũng bị lột da chóc thịt. Nam Lũng Hầu cũng lần đầu tiên nhìn thấy huyết quang này nhưng vừa thấy cảnh này thì lại giống như ngựa già quen đường lập tức cảnh báo. Hàn lập nhíu mắt nhìn huyết quang này vài lần, mặt không chút thay đổi huyết quang này quái dị như thế nên cho dù nam lũng hầu không nói việc này thì hắn cũng không có tùy tiện xông tới bất quá thượng cổ ma tu quả là có ý tứ dĩ nhiên ở trung tâm trụy ma cốc lại bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế lợi hại thật không biết chỗ này ban đầu sử dụng làm gì mà phòng thủ chu đáo như thế chẳng lẽ là lao tù hoặc là lồng giam không biết vì sao hàn lập trong lòng dâng lên một ý niệm cổ quái như vậy nhưng lập tức lại gạt ý nghĩ này đi loại quái vật nào mà lại cần lồng giam lớn như đại sơn cốc này Việc này căn bản là không có khả năng hơn nữa phân nửa nơi đây là cứ điểm trọng yếu của thượng cổ ma tu. Hàn lập trong lòng đoán giả đoán non, lúc này, nam lũng hầu lại cùng với lão giả lỗ về anh, hàn lập cũng trực tiếp hướng hai tòa sơn lĩnh trong đó mà bay đi. Khi tới đó, nam lũng hầu khoát tay, ba người dừng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dùng mắt thường cũng nhìn thấy ở phía trước sơn thạch được cây cối phủ xanh, cây to xuyên thẳng vào mây, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường, tựa hồ không có gì không đúng là nơi này, nơi này bộ dáng nguyên bản không phải là như vậy, là thương khôn thượng nhân lúc gần đi thi triển một loại ảo thuật đem cửa thông đạo che lại nên nhìn không thấy lối vào cửa. Ta trước tiên đem huyễn thuật phá đi đã, nam lũng hầu nét mặt hiện ra một tia hưng phấn, nhưng trong miệng tỉnh táo nói. Tiếp sau, hắn vung tay một cái, một khối ngọc bội màu trắng từ trong cổ tay áo bắn ra, sau khi xoay quanh người một vòng thì dừng lại lên đỉnh đầu. Tiếng chú ngữ trầm thấp từ trong miệng nam lũng hầu phát ra hắn hai tay bắt quyết hướng ngọc bài trên đỉnh đầu đánh ra từng đạo pháp quyết nhan sắc khác nhau. Tất cả pháp quyết chợt lóe lên rồi lập tức bị ngọc bội hấp thu sạch sẽ, theo sau, bạch quang chói mắt phát ra, trên không trung ngọc bội khẽ run rẩy và phát ra âm thanh rõ ràng. Nam Lũng hầu hét lớn một tiếng, một mảng lớn ánh sáng mờ màu trắng từ ngọc bội phun ra lao về phía trước. Phía dưới, một màn quỷ dị xuất hiện, ánh sáng mờ màu trắng đi qua nơi nào thì nơi đó núi đá, cây cối cũng giống như một bực hỏa sau khi vặn vẹo thì hé ra, trong ánh sáng mờ tất cả biến mất. Đoàn ánh sáng màu trắng sau một tiếng thanh minh thì thu về, nhập vào trong ngọc bội biến mất không gặp bóng dáng. Mà trước mặt ba người Hàn Lập bây giờ là một cảnh tượng xa lạ. Chương 808, sương mù. Mắt nhìn đến toàn bộ cây cỏ ban đầu không thấy đâu, thay vào đó là cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hai bên sườn núi, khắp nơi đều là hòn đá tảng màu trắng, mỗi hòn đều hình tròn bóng loáng, to thì cỡ cái đầu lâu, nhỏ thì cỡ nắm tay từ xa xa nhìn lại chỉ thấy xuất hiện đại phiến sương mù màu xám, mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta không thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Chẳng qua đám sương mù này bị giới hạn trong phạm vi chiều rộng hơn trăm trượng, mà hai bên thì tràn ngập quang hà đỏ như máu giống như thủy triều không ngừng hướng tới trung tâm đè ép tới. Nhưng vừa đến hai sườn sương mù thì lại giống như đụng tới bờ đê, tiến lên nửa bước cũng khó khăn. Đây là thông đạo mà đạo hữu nói. Lỗ về anh ít một hơi chậm rãi hỏi, không sai ứng với nơi này. Lỗ huynh cảm giác được có cái gì không đúng không? Nam lũng hầu không khỏi giật mình một chút nói. Huyết sắc hà quang khẳng định là cấm chế trong nội cốc nhưng đám sương mù này tựa hồ cũng không phải là vật bình thường. Thương khôn thượng nhân để lại di thư cũng không có nói gì đến đám sương mù này. Lỗ về anh nhìn hôi vụ xa xa, lạnh nhạt hỏi. Không có, không nhắc tới đám sương mù này nhưng đại khái cảm giác được nó cũng không quá trọng yếu. Nam lũng hầu trần chờ một chút rồi nói. Đám sương mù này ta cảm giác được có chút không giống bình thường hay là cẩn thận một chút thì hơn lão giả họ lỗ lắc đầu mặt hiện lên vẻ ngưng trọng nói có không có vấn đề gì thử xem là được hàn lập ở một bên đột nhiên mở miệng nói hàn đạo hữu nói rất đúng ta nơi này vừa lúc có vài con hắc điểu ngày có thể bay ngàn dặm bình thường chỉ dùng để tìm kiếm linh dược bây giờ có thể dùng chúng thí nghiệm thử một lần nam lũng hầu vỗ tay đồng ý nói lỗ về anh nghe vậy cũng không có phản đối lúc này nam lũng hầu lấy từ bên hông ra một cái linh thú túi tinh xảo hướng không trung ném đi trong miệng khẽ phát ra âm thanh trầm thấp, một con tiểu điều cả người màu vàng kim từ trong túi như mũi tên bắn ra. Lập tức trên không trung bay quanh một vòng, nam lũng hầu dương tay bắn ra một đạo thanh sắc phù kích lên thân con chim nhỏ. Tiểu điều này hai cánh vỗ một cái, trên người bỗng nhiên hiện ra một cái thanh sắc quang cháo. Nam lũng hầu trong thần niệm phân phó một tiếng, con chim nhỏ the thế kêu lên một tiếng rồi hóa thành một đạo kim quang hướng sương mù xa xa bắn nhanh đi. Không chờ tiểu điều này va chạm với sương mù xa xa. Hàn lập trong mắt đã hiện ra lam mang cấp bách chấp động, dùng linh nhãn thần thông ngưng thần nhìn lại. Nhưng ánh mắt trong lúc vô ý hướng một nơi nào đó quét qua thì thần sắc hắn có chút vừa động, trong mắt ẩn hiện một tia cổ quái. Nam lũng hầu cùng lỗ về anh toàn tâm ý đặt trên thiên lý ly nên cũng không có chú ý tới dị sắc của hàn lập. Thiên lý ly này sau khi một đầu tiến vào trong sương mù màu xám thì biến mất không thấy bóng dáng. Hàn lập không thấy rõ tình hình trong sương mù vì hắn cẩn thận không dám mạo muội sử dụng thần thức dò xét chỉ xoay mặt liếc mắt Nam Lũng Hầu một cái. Nam Lũng Hầu hai mắt khép hờ dụng tâm thần cùng Linh Điểu nọ liên lạc cùng nhau. Thần sắc hắn toạt nhìn bình thường, có khả năng Linh Điểu trở ra cũng không có gặp chuyện không may gì. Hàn Lập thấy vậy đang suy nghĩ thì Nam Lũng Hầu chợt thân hình run lên, sắc mặt đột nhiên trắng bạch, hai mắt khẽ mở. Như thế nào, có chuyện gì? Lỗ về anh đồng dạng chú ý đến ánh mắt của Nam Lũng Hầu. Thấy này vội vàng hỏi một tiếng, trong sương mù này hình như có yêu vật gì, đem thiên lý ly thôn phệ hình như là, nam lũng hầu thần sắc có vẻ quái dị, tựa hồ có chút khó có thể khẳng định. Hàn lập cùng lão giả họ lỗ, kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hình như là cự mãng, ứng với sương mù này thì nên là cự mãng phun yêu vụ nam lũng hầu trầm ngâm một chút rồi rốt cục khẳng định nói. Cự mãng, điều này thật có chút kỳ quái. Nếu là có yêu thú bực này mà nói thì thương khôn thượng nhân trong di thư như thế nào lại không đề cập chút nào. Trừ phi là, trừ phi cự mãng sau này mới chạy đến trong thông đạo này hàn lập mở miệng nói lời mà lỗ vệ anh đang trần chờ định nói không sai lỗ mỗ là có ý tứ này hai vị đạo hữu nói đều có lý bất quá có thể ở trong trụy ma cốc này bình yên sinh tồn thì cự mãng này xem ra cũng không phải là yêu thú bình thường nó phải là một trong các loại thượng cổ yêu thú nào đó mới đúng không diệt con thú này thì không có cách nào đi vào cốc việc này có chút phiền phức nam lũng hầu đồng ý gật đầu tựa hồ chỉ có cách này mới có thể thông được không cần quá quan tâm đám sương mù này nếu không phải là cấm chế mà chỉ là chút yêu vụ thì không cần quá kiêng kỵ một con cổ thú ba chúng ta liên thủ hẳn là không khó để đối phó nó trung quy là không có khả năng so với hỏa thiềm thú kia lỗ vệ anh trong mắt hàn quang chợt lóe bình tĩnh nói có lợi hại hơn hỏa thiềm hay không thì tạm thời không biết nhưng sự tình đã đến mức này thì chỉ có cách diệt cự mãng mới xong ba chúng ta đồng loạt động thủ đi thôi Nam lũng hầu vừa nói xong thì há mồm phun ra một thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt. Lão giả họ lỗ thì hai tay trà sát rồi trong tay hiện ra một cây pháp kỳ màu trắng quang hoa trông rất bắt mắt. Hàn lập thấy vậy khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Hai người này cũng quyết đoán dị thường, vừa thấy không có cách nào tránh được là lập tức muốn động thủ, ngay cả một tia trần chờ cũng không có. Hai vị đạo hữu có ý định diệt trừ con thú này, hàn mỗ cũng không có ý kiến bất quá trước khi tiến hành việc này chúng ta hay là nên trước hết mời một vị đạo hữu khác đi ra đã. Các hạ ẩn nặc ở bên cạnh xem lâu như thế chúng nên đi ra rồi Hàn Lập đột nhiên nhìn một chỗ không có một bóng người, sắc mặt trầm xuống nói. Đồng thời ngón tay bắn ra mấy đạo thanh sắc kiếm khí. Trong nháy mắt sau đó, kiếm khí tại khoảng không cách đó hơn 10 trượng bỗng nhiên bạo liệt ra. Một người bao bọc trong hoàng quang, trong tay cầm cự thuẫn quỷ dị xuất hiện. Nam lũng hầu cùng lỗ về anh không khỏi trợn mắt há mồm hiểu lầm, ba vị tiền bối ngàn vạn lần đừng có tức giận, vãn bối vừa đến đây không lâu, cũng nên lập tức rời đi. Bóng người trong hoàng quang là một gã hán tử gầy gò tuổi chừng hơn 40 vội vàng hướng ba người gật đầu cuối người, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sợ hãi. Hoàng Thiên Minh, là ngươi, lão giả họ lỗ vừa thấy người này lại giật mình mà thở nhẹ. Như thế nào, lỗ hình nhận thức người này, nam lũng hầu trên mặt sát khí chợt lóe âm trầm hỏi thăm. Người này là tu sĩ tại một tiểu tông môn trong chính đạo liên minh chúng ta, tu vi không đáng nhắc đến. Nhưng nghe nói hắn từng đắc thủ một cái ẩn hình phù của tới thượng của tu sĩ, ẩn thân ẩn nạc thần diệu vô cùng. Không nghĩ tới việc này dĩ nhiên là có thật, hắn trốn ở chỗ này ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra. Lỗ về anh thần sắc cũng hổ thẹn, nhìn hắn tử gầy gò chầm chầm lạnh lùng nói. Tam vị tiền bối, vãn bối thật sự là mới đến nơi đây chỉ là thấy tiền bối làm phép này nên có chút tò mò nên mới theo lại đây nghe hai người nam lũng hầu ngôn ngữ có chút bất thiện hắn tử gầy gò sắc mặt bá một chút mặt không còn chút máu ẩn nặc đi theo sau chúng ta có thể có cái gì tốt lỗ huynh hắn là người của chính đạo liên minh các ngươi ý của ngươi như thế nào nam lũng hầu sau khi hừ một tiếng xoay mặt nhìn lão giả nói lỗ về anh nghe nói thế mặt không chút thay đổi nhưng hai mắt mị mị ý kiến của ta là tiêu diệt lão giả không chút hoang mang nói vừa nói ra khỏi miệng thì thân hình bỗng nhiên thoáng một cái cả người trong bạch quang thời biến mất hán tử gầy gò vừa nghe lời ấy sợ đến hồn phi phách tán cũng bất chấp ba gã nguyên anh tu sĩ trên người linh quang chợt lóe hóa thành một đạo trường hồng phóng lên cao mà lúc này lão giả cũng không biết sử dụng cái độn thuật gì nên thân hình hiện ra tại vị trí mà hán tử đã đứng hắn ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hoàng quang đang chạy trốn một cái pháp kỳ trong tay run lên tế ra ngoài Pháp kỳ vừa ra tay hóa thành một đạo bạch sắc cự phong nhanh vô cùng bay ra ngoài xa vài chục trượng, hoàng quang một chút gào thét lên rồi bị cuốn vào trong đó. Cự thuẫn trước người hán tử lóe lên lên vài cái rồi trong cơn lốc vỡ vụn ra. Sau khi bi thảm kêu lên một tiếng, bản thân hắn cũng bị vô số phong nhận trong cơn lốc băm thành vạn đoạn, chỉ còn một mảnh huyết vũ. Lão giả họ lỗ thấy vậy, lạnh nhạt gật đầu, nhìn cơn lốc ngoắc một cái, cơn lốc này một lần nữa hóa thành pháp kỳ màu trắng quay về trong tay lão giả. Hảo, lỗ huynh làm việc rất thỏa đáng theo đó sẽ không sợ thông đạo này bị tiết lộ ra ngoài nam lũng hầu vỗ nhẹ tay cười rộ lên không có gì một gã tiểu tiểu nhân kết đan tu sĩ mà dĩ nhiên dám can đảm truy tung chúng ta xem như chết cũng đáng lỗ về anh thờ ơ nói hắn theo sau hướng trên mặt đất hư không đánh ra một chảo từ trong huyết ô bay ra lưỡng dạng đồ vật bắn đến trong tay hắn một cái là túi chữ vật của khô gầy tu sĩ một cái còn lại là miếng lãnh đạm kim sắc ngọc phù Lão giả họ lỗ cũng không khách khí, sau khi xem qua thì tự động thu vào trong túi chữ vật. Lần này nhờ có hàn đạo hữu nếu không thật đúng là lật thuyền trong mương. Bất quá, hàn huynh ngay cả thượng cổ ẩn nặc bí thuật cũng có thể nhìn thấu. Khó trách hôm nay có đại danh thanh như thế nam lũng hầu quay đầu nhìn hàn lập cười nói. Không có gì, chỉ là may mắn mà thôi. Hai vị đạo hữu cũng có thể khám phá được hành tung của hắn chỉ là nhất thời khinh thường nên mới để cho hắn bám theo hàn lập vi nhiên cười, bộ dáng lơ đỉnh nói. Nam Lũng Hầu nghe Hàn Lập Khiêm nhường nói như vậy thì chỉ lắc đầu, nhưng không có nói gì nữa. Mà lúc này lỗ về anh cũng quay trở về, chúng ta mau động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng. Lão giả thần sắc lại có chút ngưng trọng bất quá lời của hắn cũng có chút đạo lý. Hàn lập gật đầu, bàn tay vừa lộn lấy ra một cái trận kỳ trong suốt sáng lấp lóe ở trong tay. Trong chốc lát khi diệt sát cự mãng động tính khẳng định là không nhỏ. Ta trước tiên bố trí một cái đại trận đem ảnh hưởng tận lực giảm tới mức nhỏ nhất. Có như vậy sẽ không kinh động tu sĩ khác ở phụ cận Hàn Lập sờ sờ cầm đề nghị nói. Hàn huynh quả nhiên là người cẩn thận, được như thế là tốt nhất." Lão giả trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không khỏi khen ngợi một câu. Hàn Lập lúc này hóa thành một đạo thanh hồng, cầm trận kỳ trong tay bày trận tại hai tòa sơn phong. Một lát sau, một cái pháp trận phạm vi lớn đã bố trí xong. Công dụng của pháp trận này chủ yếu là đem tiếng vang cùng linh khí ba động tận lực đè nén trong một khu vực mà thôi nếu không trong khoảng thời gian ngắn như thế khó có thể hoàn thành việc thiết trận hàn lập sau khi xong biến thành một đạo thanh hồng quay trở lại chỗ hai người nam lũng hầu lão giả họ lỗ cầm pháp kỳ trong tay thoáng một cái bình tĩnh nói nếu hàn đạo hữu đã bố trí xong thì để ta dùng căn cự phong kỳ đem yêu vụ này thổi tan đi để cho cự mãng không còn chỗ ẩn thân nói xong lời này lão giả đem bảo vật này ném lên không trung trong miệng lẩm bẩm chú ngữ Nam lũng hầu thấy vậy cũng điểm chỉ thanh kim sắc tiểu kiếm trước người một cái. Nhất thời thanh tiểu kiếm này hóa thành một đạo kim hồng vọt lên, trên trời cao quay tròn phát ra ánh kim quang rồi cuồng trướng lên. Trong nháy mắt hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm dài độ 5-6 trượng phiêu phù phía trên đầu Nam Lũng Hầu. chương 809, cự mãng cổ thú, lỗ về anh ngừng niệm chú ngữ lấy tay hướng Pháp Kỳ chỉ một cái. Pháp Kỳ này rung lên, trên bề mặt lá cờ đột nhiên phát ra quang hoa trói mắt một luồng cự phong giống cơn lốc trước đó từ phía trên mặt pháp kỳ xuất hiện hóa thành mười mấy đạo bạch phong long hướng sương mù xa xa hung hung cuốn đi kim sắc cửa kiếm trong âm thanh ông minh bắn nhanh ra sau khi bay tới bầu trời phía trên sương mù thì xoay quanh không ngừng xem ra nam lũng hầu chuẩn bị chờ cho sương mù tan hết yêu vật một khi hiện thân ra thì lập tức chém xuống hàn lập thì lẳng lặng vung tay áo một cái chuông nhỏ ngân quang lập lòe bay ra rồi lập tức hóa thành một đoàn ngân quang hướng phía xa xa bay đi Mười mấy đạo phong long đi trước một bước, sau khi một đầu tiến vào trong thì sương mù chợt quay cuồng một trận. Một mảng sương mù lớn bị cơn lốc kéo lên cao, cuồn cuộn nổi lên rồi bị xé rách nát bấy. Biển sương mù màu xám bị cơn lốc làm suy yếu một chút. Nhưng tình hình này duy trì được một chút thì âm thanh hí hí quái dị trầm thấp chợt từ trong sương mù truyền ra. Một cái đuôi rắn thật lớn đột nhiên từ trong biển sương mù bắn ra, đánh vào thân một phong long khiến cho cơn lốc tan thành mây khói. Cái đuôi rắn không chút khách khí đập xuống lại có thêm hai cái phong long nữa bị dễ dàng bị phá nát. Lão giả họ lỗ thấy vậy thì biến sắc, nhưng lão lập tức hai tay bắt một cái pháp quyết cổ quái. Miệng phun ra một câu bạo, hơn 10 cơn lốc còn sót lại chợt lóe lên bạch quang rồi đồng thời bạo liệt. Bạo liệt cuồng phong tàn phá bừa bãi trong biển sương mù, hướng bốn phương tám hướng quét tới và đem đại bộ phận sương mù phá thành từng mảnh nhỏ. Cả biển sương mù rốt cục tản ra, thân hình yêu vật cũng mơ hồ hiển lộ ra, thân hình nó cực kỳ khổng lồ, trông giống như một tòa núi nhỏ. Toàn thân màu đen, kim sắc cửa kiếm đã bay vòng phía trên biển sương mù khá lâu nhân cơ hội này nhằm phía dưới lao xuống, vô thanh vô tức chém về phía cự mãng vừa lộ ra. Hàn Lập thì thúc dục pháp quyết hướng tới cái chuông nhỏ khiến cho ngân quang đại phóng, trong giây lát chuông nhỏ to lên cỡ một trường. Tiếng chuông truyền ra, một cơn sóng thật lớn màu bạc tuôn ra, thẳng hướng đối diện cự mãng cuốn đi, cùng kim sắc cửa kiếm nọ tạo thành thế liên thủ. Cự mãng tựa hồ có chút chậm chạp đối mặt với ngân sóng cùng kim kiếm nhưng thân thể vẫn nằm lù lù thành đống, không hề nhúc nhích. Nam lũng hầu trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhằm kim kiếm quán chú thêm vài phần linh lực. Cự kiếm lại lớn hơn mấy phần, nhưng không chờ kim quang chính thức chém tới, thân hình cự mãng không có chút dấu hiệu nào báo trước nhưng linh quang chợt lóe, một tầng ánh sáng mờ màu xanh biếc bỗng nhiên hiện lên phía ngoài. Một tiếng nổ oanh oanh long phát ra, kim thanh lưỡng sắc quang mang đan vào nhau, tóe lửa, đem kim sắc cự kiếm hất vang ra. Lần này ba gã tu sĩ cũng ngầm cả kinh, theo sát phía sau mà đến, cơn sóng bạc cũng đánh tới tầng ánh sáng mờ nhưng đồng dạng không có tác dụng gì. Mà cử mãng này sau hai lần bị tấn công thì hình như lúc này mới thanh tỉnh lại một chút. Nó đem cái đầu to che dưới thân hình chậm rãi nhô ra, sau khi lúc lắc vài cái mới hướng đám người Hàn Lập nhìn tới. Lúc này sương mù đã hoàn toàn tan đi, bộ dáng của cự mãng hoàn toàn rơi vào trong mắt ba người. Cự mãng này cả người đen thui như sắt, dài đến 5-60 trượng, thân hình kỳ lạ cùng thô giáp. Chân thân nó bao phủ bởi vô số lân phiến màu đen lớn nhỏ khác nhau và một đôi lục u xà mục phóng ra ánh âm lãnh hàn quang. Hàn lập trong lòng dùng mình đang muốn làm phép đem ngân chung gọi quay về thì cự mãng lại tựa hồ vừa di chuyển. Một cái hư ảnh thật dài chợt lóe lên, cái ngân chung cách nó hơn 30 trượng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàn lập bị hù dọa giật mình, chưa kịp minh bạch chuyện gì đã xảy ra thì kim sắc cực kiếm của nam lũng hầu cũng đồng cảnh Mộ hư ảnh sau khi hiện lên thì kim sắc cự kiếm bỗng nhiên biến mất nhưng lần này hàn lập sớm có chuẩn bị nên thấy rõ ràng hết thảy thân thể cự mãng trong phút chốc chợt kéo dài ra một cách kỳ dị rồi như tia chớp đem hai kiện bảo vật nuốt vào trong bụng bởi vì động tác quá nhanh nên đám người hàn lập ngay từ đầu không có cách nào phản ứng kịp cự mãng này thân thể lớn như vậy nhưng động tác lại rất nhanh hàn lập sắc mặt ngưng trọng nam lũng hầu một bên thấy phi kiếm bị nuốt thì lại trước sợ sau mừng kiện kim sắc phi kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo do hắn tiêu tốn hơn trăm năm mới bồi luyện ra được. Cự mãng này nguyên bản lân ra cứng rắn vô cùng, từ phía bên ngoài không có cách nào đả thương được nó. Nhưng hôm nay nó lại chủ động nuốt vào trong bụng, cự mãng này chẳng phải là tự đi tìm tử lộ sao. Nghĩ tới đây, Nam Lũng Hầu cũng không nói lời nào, vội vàng dùng thần thức thúc dục khẩu kim sắc phi kiếm này, chuẩn bị điều khiển nó đại triển thần uy trong bụng cự mãng, trực tiếp từ trong bụng yêu vật này phá ra, kết quả tánh mạng cự mãng nhưng sau một khắc nam lũng hầu thần sắc chợt ngưng trệ bổn mạng pháp bảo mặc dù còn có thể liên lạc được nhưng giờ phút này bị cái gì trong bụng cự mãng cầm trụ nên căn bản không có cách nào nhúc nhích lần này hắn không khỏi khẩn trương vạn nhất bổn mạng pháp bảo mà bị hao tổn do tâm thần tương liên thì hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng hai vị đạo hiếu phi kiếm của ta bị chế trụ cự mãng này quả thật không phải là yêu thú bình thường cẩn thận một chút nói xong nam lũng hầu thần sắc âm trầm hít sâu một hơi khoát tay khiến một chiếc nhẫn màu xanh biếc từ trên ngón tay bay ra phiêu phù ở trước người. Mặt ngoài chiếc nhẫn chợt ám chợt minh một lúc, mơ hồ có các ký hiệu màu sắc khác nhau chấp động không thôi. Xem ra không phải là nhất kiện bảo vật bình thường, lỗ về anh bên kia thấy hai người Hàn Lập bị mất bảo vật thì trong lòng cả kinh, cũng vội vàng đem pháp kỳ nọ thu hồi lại. Sau đó dương tay lên, mấy cái trường phù khinh khinh phiêu phiêu bắn ra rồi lập tức ánh bạch quang bạo xạ xuất hiện hơn 10 khối hỏa cầu quỷ dị sáng trắng chói mắt, từ hư không xuất hiện trước người lão giả. Hàn Lập kinh ngạc nhìn bạch sắc hỏa cầu này liếc mắt một cái, mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói qua về loại hỏa cầu này ở đâu. Nhưng biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ việc này nên hắn quay đầu vỗ vào túi chữ vật bên hông khiến bốn đạo bạch quang từ trong túi bắn ra, rơi trên mặt đất. Ba đầu bạch lang, hai con hồng nghiêu cộng thêm một con thanh mãng. Sáu đầu thượng cổ khôi lỗi thú này do hắn trao đổi được từ thiên tinh chân nhân tại giao hoán hội. Mấy cái khôi lỗi này sau khi tới tay, Hàn Lập chưa chính thức dùng qua, hôm nay đối mặt với cự mãng cổ thú là vừa lúc kiểm tra uy lực của nó nam lũng hầu cùng lão giả nhìn thấy khôi lỗi thú của hàn lập thì hơi chút ngoài ý muốn nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường ba người đều là người giàu kinh nghiệm tranh đấu nên sau khi sắc mặt trịnh trọng nhìn nhau một cái thì đều tự thúc giục thần thông liên thủ công kích nhưng đầu cự mãng này đang nhìn chằm chằm ba người trong mắt đã bắt đầu lộ ra hung quang đầu dương lên rồi hướng về phía ba người phun ra một hơi nhất thời một trận tinh khí làm cho người ta buồn nôn hướng ba người hàn lập đập thẳng vào mặt đám người hàn lập vị hù dọa giật mình vội vàng khiến cho hộ thể linh quang trên người trượt cuồng hiện đồng thời cũng nín thở nhưng sau một khắc lại phát hiện tinh khí này mặc dù hơi khó ngửi một chút nhưng cũng không phải là có hại gì ba người không khỏi ngạc nhiên trần chờ một chút nhưng sau một chút trì hoãn này cái mồm đỏ lòng đầy máu trượt cuồng trướng cái bụng rắn đang lép kẹp đột nhiên hít một hơi trong phút chốc Toàn bộ đá vụn bùn đất trước người cự mãng đều bị cuốn dựng lên, một cỗ hấp lực từ miệng cự mãng tuôn ra khiến ba người không kịp đề phòng, cảm giác như bị người phía sau lưng dùng cự lực đẩy một cái, hai chân buông lỏng, thân thể ba người trong nháy mắt không có cách nào nhúc nhích được. Không khí xung quanh cũng bị cự mãng ngạnh xanh hút vào trong miệng. Bốn con khôi lỗi của Hàn Lập càng không thể chống cự được chút nào, trực tiếp bị hút tới. Trong nháy mắt đã bị lôi đến ngay bên cạnh mãng xà. Hàn Lập mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Bên ngoài cơ thể thanh quang chợt lóe, thân hình lập tức trở nên nặng dần từ từ hạ xuống. Đồng thời thần niệm chấp động sáu con khôi lỗi thú bên mép cự mãng đột nhiên triển khai công kích. Hai đầu hồng nghiêu và bốn nghiêu sừng, hồng quang chợt lóe rồi đột nhiên bắn nhanh ra, hóa thành bốn đạo xích mang bắn về hướng miệng cự mãng. Cự mãng nọ đang muốn nuốt bọn hàn lập vào trong bụng, kết quả lại bị xích mang không chút sai sót bắn thẳng vào họng. Sau khi hồng quang chợt lóe thì có thanh âm phanh phanh truyền ra. Cự mãng đau đớn hử nhẹ một tiếng, cái miệng thật lớn lùi về một chút. Mặc dù không nhìn thấy vết thương như thế nào nhưng cái miệng đang cuồng hấp bỗng nhiên chậm lại một chút. Chỉ chờ chút buông lỏng này, tam đầu bạch lang đã khôi phục được quyền khống chế thân thể. Trên người bạch quang đại phóng, trong nháy mắt khôi phục được quyền khống chế thân thể, bốn cái móng vuốt sói xuất ra chảo mang dài hơn một tấc. Trong miệng sói lại bắn ra mấy đạo phong nhận sắc bén rồi thân ảnh thoáng một cái đã hóa thành ba đạo bạch hồng, lao thẳng tới cự mãng một trận âm thanh soàn soạt nổi lên phảng phất như âm thanh kim loại cọ sát từ đầu cự mãng truyền ra. Nhưng không biết bởi vì duyên cớ gì mà thanh sắc quang hà ban đầu lúc này lại không xuất hiện. Nhưng vô luận là chảo mang hay là răng nanh sắc bén khi đánh lên lân phiến của đầu cự mãng thì chỉ có thể lưu lại một dấu bạch ấn mờ mờ, căn bản là không có cách nào thương tổn được cự mãng. Nhưng thân hình hai con bạch lang trong đó lập tức biến hóa, phân ra bắn về phía hai bên trực tiếp đánh về phía hai con mắt của cự mãng. Con người của cự mãng không có xà lân bảo vệ, anh luồng ánh sáng màu tím chợt hiện, phốc phốc hai tiếng nặng nề phát ra. Hai con bạch lang mới vừa bay được một nửa đường đã bị cự mãng như tia chớp phun ra xà tâm, nhất thời chúng đòn nghiêm trọng bắn ra. Cự xà khẽ nghiêng đầu đem một con bạch lang khôi lỗi hất bay đi rồi há cái miệng to lại muốn dáng cho một con khôi lỗi khác một đòn thì. Thanh mãng khôi lỗi nọ lại một chút đem thân hình bành trướng tới vài chục trượng rồi hung hăng quăng mình lên. Mà hai đầu hồng nghiêu cũng lại lần nữa sử dụng nghiêu sừng bắn nhanh ra cự mãng cổ thú bị khôi lỗi này công kích thì hoàn toàn nổi giận trong miệng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ xà thủ sau một trận cấp bách thì từ lỗ mũi phun ra một cỗ hắc khí trong nháy mắt đem cả đầu bao vào trong đó hai con bạch lạng còn sót lại nhân cơ hội này quay về nhưng trong hắc khí hai đạo hắc ảnh chợt lóe lên một lúc đem hai con bạch lang này đồng thời cắn nuốt đúng là hai con xà thủ giống hệt nhau việc này nói ra thì dài nhưng kỳ thật chỉ là chuyện trong phút chốc mà lúc này hắc khí nhanh chóng biến mất lộ ra lư sơn chân diện mục của cự mãng. Mà đám người hàn lập đối diện vừa mới khôi phục tự do lập tức chuyển đến tiếng kinh hô. Đây là, tam thủ ô xà, như thế nào có thể, trong giọng nói ba người tràn ngập vẻ khó có thể tin. Đối diện là một con quái mãng ba đầu đang nổi giận nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái đầu ở giữa ngửa lên không ngừng phun ra xà tâm. Mà hai cái đầu hai bên thì đồng thời dùng sức muốn cắn nát hai con khôi lỗi thú trong miệng. Nhưng vào lúc này, một người đối diện lạnh lùng hô bạo, ầm ầm hai tiếng nổ vang lên, hai con khôi lỗi thú trong miệng bạo liệt ra, trước sau hóa thành hai luồng bạch mang chói mắt. Chương 810, chém giết mãng thú. Hàn Lập vừa thấy Bạch Lang khôi lỗi bị chế trụ thì không trần chờ hai tay bắt quyết dùng thần thức điều khiển để hai cái khôi lỗi bạo liệt. Tam thủ cự mãng thân hình tuy cứng rắn vô cùng, nhưng trong miệng lại không có năng lực phòng ngự dị thường như thế. Mà hai con Bạch Lang khôi lỗi này đã được luyện chế từ không biết bao nhiêu loại chân hy tài liệu nên uy lực tự bạo cũng không phải chuyện đùa. Sau khi thanh âm bạo liệt vang lên, hai cái đầu rắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lộ ra vẻ thống khổ đau không chịu nổi. Cái đầu ở giữa lại không có bị ảnh hưởng chút nào lại càng thêm nổi giận. Thân thể nó lúc lắc rồi cái đuôi rắn thật lớn hướng trước người đảo qua, bóng đen chợt lóe đã đem thanh mãng khôi lỗi kích bay đi, bắn ra xa hơn 10 trượng rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng thời cái đầu cúi xuống phía trước tìm tòi, dùng sức cắn mạnh đem một con hồng như khôi lỗi cắn nát bấy làm cho Hàn Lập ngay cả cơ hội khiến cho khôi lỗi tự bảo cũng không có. Mà Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ lỗ tranh thủ thời gian Hàn Lập và khôi lỗi thú dây dưa với cự mãng sau khi kinh hãi qua đi rốt cục phát động công kích. Đầu tiên là lão giả họ lỗ đem hơn 10 khối bạch hỏa cầu trước người đẩy đi, lập tức hỏa cầu đầy trời bay vụt đến. Mà Nam Lũng Hầu cũng dương tay lên đánh một đạo pháp huyết vào chiếc nhẫn màu xanh biếc nọ. Chiếc nhẫn này chợt chấp lên một trận rồi đột nhiên biến hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Một hơi huyễn hóa ra hơn trăm cái nhẫn giống nhau như đúc. Chiếc nhẫn chính thức nằm trong đó hóa thành một mảnh bích lục quang ảnh bắn nhanh đi. Hàn lập bình tĩnh khẽ lộn bàn tay lấy ra một cái vật gì đó ném lên không trung. Vật ấy đón gió bành trướng, trong ánh hắc quang hóa thành ngọn núi cao hơn 10 trượng nhưng theo pháp quyết thúc dục thì lại tiếp tục cuồng trướng không ngừng. Đây chính là cổ bảo thiên trọng phong, đối mặt với cự mãng hình thể khổng lồ, da dày thịt béo thì dùng pháp bảo này là thích hợp nhất. Chỉ là cử mãng này động tác quá nhanh nên trước hết phải nghĩ cách vây khốn nó mới được. Hàn lập tự đánh giá một chút thì thấy hai cái đầu cử mãng hai bên tựa hồ đang khôi phục lại, lại mở rộng miệng phun ra lưỡng đạo quang trụ to lớn. Bạch sắc hỏa cầu cùng quang trụ va vào nhau nổ ầm lên. Hỏa cầu trong nháy mắt hóa thành bạch sắc hỏa lãng cùng quang trụ đan vào nhau, rằng co không phân thắng bại. Mà chiếc nhẫn màu bích lục này thì sau khi trực tiếp xẹt qua quang trụ cùng hỏa lãng đang tranh đấu thì tiếp tục thẳng hướng bắn về phía ba cái đầu rắn mà hắc sắc cử phong của hàn lập thì không nhanh không chậm nương theo lục ảnh từ từ bay đi. cự mãng chứng kiến lục sắc quang ảnh, tựa hồ cảm thấy bị uy hiếp nên cái đầu chính gầm nhẹ một tiếng. linh quang chợt lóe, thanh sắc hà quang chợt bao lấy cả thân hình sau đó cái miệng to như cái bồn máu hé ra hướng về phía trước đánh tới. chiếc nhẫn màu xanh biếc biến thành quang ảnh dưới thế đánh hung mãnh của cự mãng vừa tiếp xúc một cái đã tan thành mây khói chỉ có hắc sắc cự phong núp ở phía sau chiếc nhẫn nhẹ nhàng thoáng một cái trong nháy mắt đã biến mất rồi hiện ra trên đỉnh đầu cự mãng. Tiếp theo quang mang đại phóng ra, đã hóa thành một đạo lục khí. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tai đánh xuống, phía dưới cách đầu rắn bảy thốn nhất thời hiện ra một ngọc hoàn lục sắc bị phóng đại vô số lần nay đột nhiên co rụt lại, liều mạng ghim chặt, dấn sâu vào trong da thịt cự mãng. Cho dù cự mãng hình thể khổng lồ như thế nhưng vị trí đó một khi bị chế trụ thì đồng dạng cũng không chịu nổi sự đau đớn này nó lập tức thống khổ quay cuồng cái đầu ở giữa đột nhiên đập xuống mặt đất một trận đồng thời chỗ thất thốn dưới đầu có ánh lục quang lóe ra không ngừng tựa hồ muốn liều mạng dãy thoát ra khỏi cấm chế của ngọc hoàn hai cái đầu nhỏ hai bên tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng nên trên mặt lộ vẻ thống khổ theo đó quang trụ đang cùng bạch sắc hỏa lãng rằng có đột nhiên đình chỉ lỗ về anh thấy vậy trong mắt sáng ngời nhân cơ hội này ngọn lửa màu trắng dưới sự thúc giục của hắn đã bốc lên cao vài chục trượng hướng về phía trước đánh tới Biển lửa này trong nháy mắt đem cự mãng bao phủ ở trong đó. Bất quá thanh sắc hà quang trên thân hình cự mãng vô cùng lợi hại, bạch hỏa ngay cả khi đã bao quanh thân nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy đi thanh quang chớp động không thôi. Cự mãng này ngay cả vì bị lục hoàn ghim chặt lăn lộn trên mặt đất nhưng thân hình lại không có bị hao tổn chút nào. Đột nhiên phía trên đầu cự mãng hắc quang chợt chớp động rồi xuất hiện một hắc sắc sơn phong cao ước hơn 10 trượng. Ngọn núi này tại không trung chuyển động quay tròn rồi theo chiều quay phun ra một mảng lớn hắc hà từ dưới đáy đem cự mãng phía dưới bao lại. Thân hình cự mãng trong hắc quang bị ngưng trệ một chút, nhất cử nhất động cũng phảng phất phải mang theo ngàn cân khí lực trên người. Mà hắc sắc sơn phong thì nhân cơ hội này rơi thẳng xuống. Ba cái đầu của cự mãng cảm giác được chuyện không ổn nên đầu tiên là miễn cưỡng ngẩng lên, hướng lên không trung cuồng phun ra vài khối quang đạn muốn ngăn cản cự phong hạ xuống. Nhưng số quang đạn này một khi tiến vào trong màn hắc sắc hà quang mà chưa kịp chạm tới sơn phong, ngay trên đường đi đã tự động phân giải hội tán cự mãng thấy vậy, vẫn không cam lòng thúc thủ đợi chết. Nó dùng hết khí lực toàn thân hướng trên mặt đất dùng cái đuôi to lớn đập mạnh một cái, cả thân hình cự đại bay vọt ra khỏi ánh hà quang. Nhưng lúc này bạch sắc hỏa diễm bốn phía chợt hóa thành mười mấy luồng hỏa liên cự đại đem thân hình cự mãng cuốn lấy khiến cho nó mới bay ra được hơn 10 trượng thì đã rơi xuống trên mặt đất. Sơn phong rốt cục đã nện xuống, ở chỗ sơn phong đánh xuống đã phát ra một luồng hắc mang, làm cho mọi người nhất thời không cách nào nhìn thẳng vào được ba cái đầu rắn đều kêu lên bi thảm rồi nhanh chóng bị âm thanh ầm ầm lấn át. Nam lũng hầu mặt lộ vẻ vui mừng còn lão giả họ lỗ thì thở phào một hơi. Chỉ có hàn lập thì sau khi quan sát một chút, lông mày khẽ nhân lại. Hắc mang dần dần tan đi lộ tình hình bên trong, chỉ thấy hắc phong hạ xuống, ba cái đầu rắn cũng không có lập tức bị đập nát. Còn có một cái đầu lộ ra phía ngoài cự phong đang liều mạng dẫy ruộa đung đưa qua lại, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng cự mãng này sức sống mãnh liệt thực sự khiến cho người ta phải ca thán. Lỗ về anh hừ một tiếng, tay dương lên bắn ra một đạo bạch sắc quang tuyến lên trên trên đầu rắn. Cái đầu của cự mãng một khi không có thanh sắc hà quang hộ thể dễ dàng bị chém rơi xuống. Sao huyết từ thân hình phun ra mấy trượt, không lâu sau đã không còn nhúc nhích. Cuối cùng cũng giải quyết xong, bất quá có chút ngoài ý muốn, tam thủ ô xà này tựa hồ không được lợi hại như trong lời đồn. Lão giả họ lỗ thần sắc buông lỏng thì thào nói đây có thể không phải là ô xà chính thức, không nên quên tam thủ ô xà chính thức trừ thân dài, có ba đầu ra thì khi sinh ra đã có một đôi cánh bằng thịt. Nghe nói ba cái đầu này có thể đồng thời thi triển ra đại thần thông bất đồng thuộc tính. Cự mãng này một điểm cũng không giống, nếu không, chúng ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như thế. Nam lũng hầu cũng lắc đầu, trong mắt chợt hiện vẻ nghi hoặc. Có lẽ cự mãng này là do loại xà thú khác biến dị mà thành, cũng không phải là có có ba đầu thì nhất định phải là tam thủ ô xà chúng ta cũng không cần biết rõ ràng lai lịch của nó, tốt hơn hết là nhanh chóng tiến vào thông đạo thôi Hàn Lập thản nhiên nói, sau đó nhìn cự phong khẽ điểm một cái. Sơn phong nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc mang bay vào trong tay áo, không còn thấy bóng dáng. Tại chỗ cự mãng chỉ còn lộ ra đống thịt vụn, nam lũng hầu cũng vung tay, một đạo kim quang cùng một đoàn lục quang từ trong sát rắn bỗng nhiên hiện lên, sau khi kêu vù vù một tiếng thì trước sau bay vụt lên rồi quay về đúng là khẩu kim sắc phi kiếm cùng chiếc nhẫn màu xanh biếc nọ phi kiếm trực tiếp nhập vào trong cơ thể mà chiếc nhẫn sau khi khôi phục nguyên hình thì một lần nữa đeo vào ngón tay lỗ vệ anh lỗ vệ anh nhìn sang phía xác rắn hơi trầm ngâm một chút rồi thân hình chớp động một cái đã đến bên cạnh hắn tiện tay hướng phía đầu cửa mãng hư không đánh ra một chảo một viên thanh sắc nội đan to cỡ ngón cái hiện ra trên tay lão giả lộ ra một tia vui mừng sau khi xem hai cái đầu khác một chút thì đồng dạng mỗi đầu cũng lấy ra một quả nội đan khác Lúc này sau khi đem khôi lỗi thú còn lại thu hồi, Hàn Lập cùng Nam Lũng Hầu cũng bay lại. Lão giả không nói gì, cầm nội đan trong tay hướng về mỗi người ném tới một viên. Hàn Lập một tay tiếp nhận vật ấy, sau khi xem qua một cái thì bất động thanh sắc thu lấy. Nam Lũng Hầu tự nhiên cũng không có khách khí thu nhận. Hắn tiện tay thả ra một viên hỏa cầu đem thân hình cự mãng hóa thành cho bụi. Lão giả họ lỗ mới mở miệng nói, nếu là chúng ta một mình đụng độ với con thú này thì sợ rằng cũng rất là khó giải quyết nhưng ba người liên thủ mà nói thì diệt sát loại cổ thú này không tính là khó khăn. Nếu hỏa thiềm thú nọ cũng dễ đối phó như thế thì chuyến đi này dễ dàng hơn nhiều. Hy vọng là như thế, bất quá hơn phân nửa là hỏa thiềm thú nọ sẽ khó giải quyết hơn một chút. Dù sao thương khôn thượng nhân năm đó cũng bị đại thương nguyên khí mà đào tẩu thì yêu thú đó khẳng định là không đơn giản nam lũng hầu thở dài một hơi, cười khổ nói. Lão giả họ lỗ nghe vậy tự đánh giá một chút rồi cũng không nói gì mà gật đầu. Lúc này, hàn lập hóa thành một đạo thanh quang đem tất cả trận kỳ bảy bốn phía thu hồi lại sau đó bay vụt quay về nói đi thôi hỏa thiềm thú kia rốt cuộc lợi hại như thế nào không lâu chúng ta sẽ thấy hàn lập trầm giọng nói sau đó dẫn đầu bước đi nam lũng hầu cùng lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái cũng lập tức theo sát sau dù sao dưới bắc cực nguyên quang toàn bộ cần nhờ vào lưỡng nghi hoàn của hàn lập thì mới có thể qua được cự mãng một khi bị diệt thì sương mù kia tất nhiên không tính là gì phía trước hết thảy đều vô cùng rõ ràng phía xa hơn trăm trường trước mắt vẫn là bầu trời minh mông đỏ như máu chính là ánh sáng do cấm chế phát ra, không cách nào thấy rõ ràng cái gì. Ba người Hàn Lập phi hành trên khoảng không cao khoảng 5-6 trường, chậm rãi đi về phía trước. Sau khi bay được khoảng 20 dặm thì mới thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, xuất hiện một thạch bích cao lớn màu vàng nhạt. Thạch bích lộ ra một cái sơn động tối đen rộng khoảng 7-8 trường. Là nơi này, xuyên qua sơn động này là vào nội cốc, nhưng ở trong động thì có bắc cực nguyên quang tồn tại trong quãng đường dài hơn 10 dặm. Hàn đạo hiếu, tất cả đều trông chờ vào lưỡng nghi hoàn của đạo hiếu nam lũng hầu thở ra một hơi rồi xoay mặt nhìn hàn lập nói. Nếu biết trong sơn động có bắc cực nguyên quang thì không thể từ phương khác thông qua thạch bích được sao? Chẳng lẽ không thể không đi qua sơn động này? Lỗ về anh sờ sờ cầm, ánh sáng trong mắt khẽ lóe lên, nói. Phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Lỗ huynh, các người có thể dùng bảo vật công kích thạch bích này, thì sẽ biết nguyên do trong đó. Nam Lũng Hầu lắc đầu, bình tĩnh nói: "Ồ, để cho ta thử một chút." Hiển nhiên lão giả chưa từ bỏ ý định, tay áo vung lên bắn ra một đạo bạch sắc quang luyện hung hăng chạm trên thạch bích. Hàn Lập lần này thấy rõ ràng, quang luyện này là một cái đoạn nhận kỳ lạ, phảng phất là phi đao pháp bảo hiếm thấy nào đó. Chương 811: Cương ngân sa. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Lập, phi đao chạm một kích lên thạch bích, lóe lên bạch mang chói mắt. Vì cảm ứng được nên sắc mặt lỗ về anh khẽ biến lập tức thu hồi phi đao. Hàn lập nhìn vào chỗ chém thì chỉ thấy xuất hiện một vết đao mờ nhạt sâu khoảng một tấc, ngoài ra trong đó còn có một số điểm ngân quang lờ mờ ẩn hiện. Đây là, vẻ kinh ngạc trên mặt lão giả chợt lóe lên, vội vàng tiến lên trước vài bước, đi tới chỗ vết đao, cẩn thận quan sát. Cương ngân xa, trong thạch bích này có quặng mỏ cương ngân xa, lão giả sau khi quan sát một lát thì thanh âm khẽ run lên nói. Nghe được ba chữ cương ngân xa, thần sắc hàn lập đại biến hắn đồng dạng tiến lên phía trước, đưa tay sờ lên vết đao nọ, cẩn thận xem xét. Tất nhiên Hàn Lập đã nghe nói qua tài liệu cương ngân xa. Nó có thể khảm nhập vào pháp bảo để gia tăng độ chắc chắn. Nghe nói hiệu quả chỉ thấp hơn luyện tinh một chút mà thôi. Tài liệu này bản thân nó cũng cực kỳ cứng rắn. Pháp bảo khó lòng làm tổn thương. Vô luận ở loạn tinh hải hay là thiên nam đều là một thứ gần như đã tuyệt tích. Khó trách phi đao của lỗ vệ anh chạm tới mà cơ hồ không có chút hiệu quả nào. Hàn Lập ngưng trọng xem đao ngân một hồi rồi đột không nói gì khoát tay. Hơn 10 thanh tiểu kiếm lấp lánh thanh quang từ trong tay áo bắn ra, hóa thành những đạo thanh mang bắn thẳng đến khối thạch bích. Hai người nam lũng hầu đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức hiểu rõ dụng ý của Hàn Lập. Chỉ nghe âm thanh đinh đinh đang đang vang lên một loạt rồi trên thạch bích hiện ra hơn 10 lỗ kiếm sâu tầm một tấc. Trong từng lỗ kiếm đều có một chút ánh ngân quang khẽ lấp lánh. Đúng thật là cương ngân xa hơn nữa cả tòa thạch bích này đều được trộn lẫn cương ngân xa nhưng mật độ không đều xem ra cũng không phải do bàn tay con người kiến tạo mà do bản thân thạch bích ẩn chứa trong mình một mỏ quặng loại tài liệu này trên mặt hàn lập lộ ra một tia kinh ngạc nhưng vẫn không nhanh không chậm nói nhìn thấy phi kiếm của hàn lập lại có thể đánh vào thạch bích sâu hơn mấy lần so với phi đao của mình thì sắc mặt hai người nam lũng hầu hơi đổi nhưng lão giả họ lỗ vừa nghe lời này xong thì trong mắt liền xuất hiện vẻ tham lam lão nhìn chòng chọc vào thạch bích không hề nói một câu. Trên ma nam lũng hầu cũng lộ ra một tia lửa nóng nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì thần sắc dần dần khôi phục lại như thường. Chúng ta đi thôi, trước tiên vào nội cốc tìm kiếm bảo vật đã. Nam lũng hầu chấn định nói, đi sao, cương ngân xa này là bảo vật khó tìm, hay là chúng ta trước tiên kiếm một ít rồi hãng nói. Lão giả trần chờ một chút, không nỡ nói, lỗ huynh, người lúc này sao lại hồ đồ như thế, Cương ngân xa này cứng rắn đến mức nào thì ngươi cũng mới vừa tự mình chứng kiến rồi đó. Đừng nhìn nơi này có cả một mạch quạng mỏ cương ngân xa mà nhầm. Cả một khối quặng cương ngân xa to cỡ nắm tay chỉ có thể tinh luyện ra một chút cương ngân xa nhỏ như hạt gạo mà thôi. Ngươi phải mất bao nhiêu thời gian, tiêu hao mất bao pháp lực mới có thể khai thác đủ khối lượng mong muốn. Huống hồ vật ấy cố nhiên chân quý nhưng cũng đừng quên cái chúng ta thiếu bây giờ không phải là những vật ngọ ai thân như vậy đó chính là linh dược có thể nhanh chóng gia tăng cảnh giới và kéo dài tuổi thọ. Nếu không đại hạn dáng xuống thì chúng ta cũng trở thành một bộ xương trắng mà thôi. Nam Lũng Hầu nhướng mày nhìn lão giả, liếc mắt đầy thâm ý nói. Lỗ về anh nghe Nam Lũng Hầu nói như thế đầu tiên là sửng sốt nhưng tiếp theo chợt hiểu ra nên liên tục gật đầu. Nam Lũng Huynh nói rất đúng, lão phu nhất thời hồ đồ bị bảo vật làm lóa mắt, thiếu chút nữa quên mất mục đích chính của chuyến đi này. Đa tạ Nam Lũng Huynh nhắc nhở lão giả cũng không phải là tu sĩ tầm thường sau khi được nam lũng hầu nhắc nhở thì tỉnh táo lại lão hai tay ôm quyền vẻ mặt mang theo tia cảm kính hướng về phía nam lũng hầu tiếp theo lão không nhìn lại thạch bích nữa vì sợ bị câu dẫn nên đi nhanh vào trong động thân xác nam lũng hầu lúc này mới hòa hoãn lại gọi hàn lập một tiếng rồi cũng đi theo vào hàn lập đối với mỏ quặng cương ngân xa này cũng không muốn bỏ qua nên cước bộ không khỏi hơi trần trừ một chút dù sao thì phi kiếm của hắn cũng có trộn lẫn thêm canh tinh sắc bén hơn xa bình thường. Bên cạnh đó còn có linh dịch có thể lập tức khôi phục pháp lực nhưng muốn khai thác đủ cương ngân xa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại lại có khả năng khiến hai người nam lũng hầu ghen ăn tức ở. Ngẫm lại thật sự việc này khó thực hiện được nên Hàn Lập cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, mang theo núi tiếc đi theo hai người tiến vào trong động. Nhưng lúc này, trong đầu Hàn Lập đột nhiên vang lên thanh âm của đại diễn thần quân, hắc hắc. Ở đây lại có nhiều cương ngân xa như vậy, lão phu năm đó đã khổ cực tìm kiếm bao lâu mà cũng không được bao nhiêu không hổ là trụy ma cốc cương ngân sa này vừa hay có thể sử dụng trong phương pháp nghiên cứu chế tạo khôi lỗi mới của lão phu dùng nó trộn lẫn vào thân thể khôi lỗi thì bảo vật bình thường không có cách nào làm tổn thương chúng ngươi hãy lấy toàn bộ cương ngân sa này đi đại diễn thần quân trong thanh âm tràn ngập vẻ hưng phấn nói lấy toàn bộ lão quái vật ngươi có phải đang mơ mang hay không vậy đây là mỏ quặng cương ngân xa chứ không phải là quặng linh thạch. Ta làm sao có thể lấy đi toàn bộ được, dùng phi kiếm cắt lấy từng khối một sao. Hàn lập vừa nghe lời ấy, không có khách khí trả lời. Hừ, bản thần quân đã nói như vậy thì đương nhiên là có biện pháp. Hàn tiểu tử, không phải là ngươi có nhiều phệ kim trùng lắm sao? Ta sẽ dạy cho ngươi một loại pháp quyết có thể thao túng phệ kim trùng chui vào trong thạch bích cắn nuốt cương ngân xa, sau đó lại nhả ra tinh thể cương ngân xa đã ngưng kết phương pháp này năm xưa ta tìm được từ một gã tu sĩ bị ta đánh chết. Không riêng phệ kim trùng mà vài loại linh trùng khác cũng có khả năng làm được việc này. Chỉ là phệ kim trùng thì dễ dàng hơn mà thôi. Đại diễn thần quân sớm đã có chuẩn bị nói, lại có loại khẩu quyết thế sao? Thật tốt, lão truyền thụ cho ta đi, ta lập tức sai khiến đám phệ kim trùng tìm kiếm cương ngân xa. Hàn lập nghe vậy vừa mừng vừa sợ, lập tức tiếp lời nói. Không biết là vì cương ngân xa hay là vì uy lực của khẩu quyết, ta trước tiên cùng ngươi thỏa thuận đã. Vô luận có nhiều hay ít cương ngân xa thì trước hết phải dành cho ta luyện chế khôi lỗi mới được. Quyết không thể lãng phí cho việc khác, càng không thể trộn lẫn vào pháp bảo của ngươi. Nếu sau khi luyện chế khôi lỗi còn thừa thì do ngươi tùy tiện xử lý. Ta sẽ không quan tâm, trước khi truyền cho hàn lập pháp quyết, đại diễn thần quân lại lạnh nhạt đưa ra điều kiện. Tiền bối xem ra còn không biết, pháp bảo của ta căn bản là không cần trộn thêm cương ngân xa nữa vì ta sớm đã dùng luyện tinh luyện chế rồi nó còn tốt hơn cương ngân xa đó. Hàn lập nghe vậy không khỏi cười rộ lên, luyện tinh, người còn có loại tài liệu nghịch thiên kia hả, có còn thừa không, cho dù chỉ một chút thôi cũng có chỗ đại hữu dụng. Đại diễn thần quân đầu tiên là giật mình nhưng sau đó lập tức kích động kêu to lên. Trong thanh âm tràn ngập vẻ vui mừng, người cũng biết pháp bảo mà ta dùng là một bộ phi kiếm. Lúc đầu luyện tinh mặc dù không tính là nhiều nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng vừa đủ mà thôi, làm gì có thừa. Hàn lập thản nhiên trả lời không có thật sự phí của trời đại diễn thần quân trở nên vô cùng thất vọng trong lời nói tràn đầy ý tứ thương tiếc hàn lập nghe vậy không khỏi xem thường lão đem luyện tinh luyện chế bổn mạng pháp bảo mà lại có thể tính là phí của trời sao? bất quá hắn bây giờ đang có việc cầu đối phương nên cũng chỉ có thể ra vẻ không nghe thấy mấy câu oán giận như thế của đối phương lúc này hàn lập đã đi theo hai người phía trước tiến vào trong sơn động nhưng cố ý giữ một khoảng cách nhất định để ngừa hai người nó phát hiện ra vẻ khác thường của hắn. Sơn động này có chút hắc ám nhưng ba người không ai không phải là người pháp lực cao thâm. Chỉ cần đưa một chút linh lực vào mắt là có thể nhìn rõ ràng đại khái mọi vật. Kích thước sơn động giống như kích thước cửa động, thạch bích ở hai bên vẫn có màu vàng đất. Trên đường đi Hàn Lập tùy ý dùng một đạo phi kiếm chém lên thạch bích một chút. Kết quả lộ ra ánh ngân quang lập lòe làm Hàn Lập có chút hoảng sợ nhưng ước muốn chiếm lấy mỏ quạng này lại mạnh thêm hai phần. Hàn Lập một bên tiếp tục đi tới, một bên nghe đại diễn thần quân truyền khẩu quyết điều khiển kỳ trùng cho hắn trong thần thức mặc dù tất cả khẩu quyết đều viết bằng cổ văn nên có chút tối nghĩa khó hiểu nhưng sau khi đại diễn thần quân chỉ điểm vài câu thì người có chút hiểu biết khu trùng thuật như hàn lập lập tức hiểu rõ sau khi truyền thụ xong đại diễn thần quân liền yên lặng hàn lập thì vừa cúi đầu tự đánh giá khẩu quyết này một lần nữa sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì lấy tay vỗ vào túi linh thú bên hông nó lập tức biến mất tiếp theo Hàn Lập vẫn đi tới như cũ nhưng một đám kim sắc vệ kim trùng vô thanh vô tức từ trong tay áo bay ra. Hai người đi ở phía trước hơn 10 trường không có phát hiện ra việc Hàn Lập động tay chân chút nào cả. Đi được thời gian khoảng một chén trà nhỏ, toàn bộ vệ kim trùng trong túi đã được phóng thích ra. Hai tay Hàn Lập rút vào trong áo, bắt pháp quyết, trong đầu vang lên âm thanh chú ngữ trầm thấp, thần thức truyền trở lại động khẩu, tác động lên đàn vệ kim trùng đang phiêu phù trước thạch bích. Kim sắc trùng vân đột nhiên kim quang đại phóng sau khi nhoáng lên thì bay về phía thạch bích không chút trở ngại trực tiếp chui vào biến mất vô ảnh vô tung mặt ngoài thạch bích thoạt nhìn vẫn như thường không có một tia tổn hại hàn lập dùng thần thức cảm ứng toàn bộ lúc này mới yên tâm đồng thời cước bộ cũng nhanh hơn một chút sau khi đi thêm một lát nữa quẹo qua một khúc cong thì hai người phía trước dừng lại hàn lập trong lòng dùng mình vội vàng nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước sáng sủa thông đạo đã rộng hơn gấp mấy lần ở nơi này xuất hiện một loạt phiến đá quái dị bằng thạch nhữ đang phát ra từng đạo quang ti màu bạc chiếu sáng rực rỡ cả thông đạo ngân ti này rất quái dị mặc dù là vật vô hình nhưng hết lần này tới lần khác đều xuất hiện vô cùng rõ ràng giống như vật hữu hình vậy đây là bắc cực nguyên quang hai vị đạo hữu mặc dù chắc đã rõ nhưng tại hạ vẫn muốn nhắc nhở thêm một lần nữa trong bắc cực nguyên quang ngoại trừ lưỡng nghi hoàn gia thì ngàn vạn lần không thể vọng động sử dụng bất cứ linh lực hay pháp bảo một khi linh lực trên người tiết ra ngoài bị bắc cực nguyên quang cảm ứng được thì ba người chúng ta tuyệt đối chỉ có con đường chết. Nam lũng hầu sau khi nhìn ngân ti phía trước, hít sâu một hơi rồi nghiêm nghị dặn dò. Hàn lập im lặng không nói gì nhưng tay áo bảo đã rung lên, một chiếc nhẫn đen thui bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, linh quang trên bề mặt của nó chấp động không thôi. chương 812, Bắc cực nguyên quang, vừa thấy hàn lập xuất ra lưỡng nghi hoàn, thân hình nam lũng hầu cùng lỗ về anh lập tức nhoáng lên, sắc mặt ngưng trọng thối lui về phía sau Hàn Lập gần một trượng, lấy hắn làm chủ. Hàn Lập tay cầm lưỡng nghi hoàn, hé miệng phun ra một đoàn thanh khí lên trên chiếc nhẫn. Ô quang chấp động, toàn bộ thanh khí đã bị chiếc nhẫn thu nạp không còn một mảnh, sau đó vù một tiếng, tự động bay lên phía trên đỉnh đầu Hàn Lập, phiêu phù bất động. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, dương tay đánh một đạo pháp quyết lên lưỡng nghi hoàn. Lưỡng nghi hoàn lập tức run rẩy một trận, lúc co rụt lúc bành trướng trong nháy mắt đã hóa thành một chiếc cử hoàn đường kính cỡ 5 sáu trượng đi hàn lập điểm ngón tay về phía nó nhẹ nhàng hô sau khi phát ra một tiếng ông minh quái dị cử hoàn bắn nhanh ra ánh mắt hai người nam lũng hầu ngưng trọng nhìn theo chỉ thấy cử hoàn một khi tiến vào giữa vạn đạo quang ti thì một màn khó tin xuất hiện quang ti yên tĩnh giống như mặt nước bị khuấy động sau khi cử hoàn tiến vào lập tức trở nên hỗn loạn dưới ánh sáng màu đen lấp lóe không ngừng tất cả ngân ti vừa tiếp xúc với chiếc nhẫn thì lập tức bị bẻ cong, di chuyển vòng qua. Chứng kiến màn này, Hàn Lập trong lòng thở phào một hơi. Hai người nam lũng hầu mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Bất quá Hàn Lập đối với uy lực của Bắc Cực Nguyên Quang lại có chút tò mò. Hắn sau khi ngẫm nghĩ một chút thì đưa tay hướng túi chữ vật vỗ một cái, một viên châu to cỡ nắm tay màu lam xuất hiện ở trong tay. Đây là nhất kiện phòng hộ linh khí đắc thủ đã lâu. Hàn Lập thoáng rót một ít linh lực vào viên châu nhất thời một tầng quang mạc màu xanh nhạt lưu chuyển di động mặt ngoài viên châu. Hàn lập phất tay, viên châu hóa thành một đoàn lam quang bắn nhanh ra. Lúc viên châu vừa tiến vào trong bắc cực nguyên quang thì vô số ngân ti giống như nhìn thấy miếng mồi ngon, lập tức rung lên rồi ủa tới bao vây xung quanh. Các sợi quang ti tuy mỏng manh nhưng có thể xuyên thủng, khiến viên châu bị thủng lỗ chỗ, tựa như màn hào quang bên ngoài viên châu giống như không tồn tại. Một lát sau, viên châu lóe lên vài cái rồi nổ tung, hóa thành một vùng hào quang diễm lệ biến mất vô ảnh vô tung. Đồng tử Hàn Lập hơi co lại, sắc mặt nam lũng hầu và lão giả họ lỗ cũng trầm trọng. Nhưng thần sắc Hàn Lập trong nháy mắt đã khôi phục như thường, điều khiển cự hoàn quay về trên đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, che chắn ba người bên trong. Tiếp theo một màn sáng bảo vệ xuất hiện, đi thôi, Hàn Lập không nhiều lời, sau khi nói ngắn gọn thì cất bước đi lên phía trước. Lưỡng nghi hoàn tùy thời di động theo. Nam lũng hầu cùng lão giả họ lỗ tuy đang ở trong quang cháo nhưng không dám có chút khinh thường nào, thật thả bám theo sau. Mặc dù đã chứng kiến cự hoàn có khả năng phòng hộ đối với bắc cực nguyên quang nhưng không ai dám thi triển bất cứ loại phòng hộ cũng như pháp bảo khi đi tới. Còn Hàn Lập tuy thần sắc vẫn chấn định nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng sau một khắc ở trong bắc cực nguyên quang, chứng kiến quang ti này quả nhiên chỉ quanh quẩn bên ngoài vòng hào quang bảo hộ màu đen, cũng không có dũng khí tiến đến gần người hắn cuối cùng cũng lặng lẽ thở ra một hơi thả lòng. Hai người nam lũng hầu đi hai bên thần sắc đồng dạng buông lỏng. Hàn lập mỉm cười, thúc giục lưỡng nghi hoàn chậm rãi bay về phía trước. Tại một địa phương khác trong trụy ma cốc, ở một thung lũng đầy băng tuyết. Một nhóm tu sĩ quỷ linh môn áo đen đang di chuyển giữa trời tuyết, điều khiển các loại pháp bảo đấu với một con cổ thú bích hổ rất lớn. Trên không trung đối diện với con bích hổ không xa, lão giả họ trung đang phiêu phù, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn về phía trận đấu. Một lát sau thấy sáu bảy tên đệ tử không có cách nào bắt được cổ thú, hắn nhớn mày, rút cuộc đã tự mình ra tay. Hai tay hắn bắt quyết, vô số luồng khí đen nhánh như mực từ trên người toát ra, đám âm khí này trong nháy mắt đã hóa hình ngưng tụ thành hai con mặc dao hung hăng đánh về phía bích hổ cổ thú. Theo sát sau còn có một cái cự võng màu xanh chụp xuống, trong đó có vô số hỏa cầu to bằng nắm tay bắn ra. Âm thanh ầm ầm vang lên, hắc mang lục diễm đan vào nhau. Một lát sau quang mang thu liếm để lộ ra một cái thi thể cổ thú thật lớn, Lão giả khẽ giơ tay áo phất một cái, một luồng cuồng phong thổi qua, cuốn lấy thi thể cổ thú ra xa vài chục trường. Tại chỗ thi thể cổ thú vừa nằm lộ ra một cái khe băng khá rộng, mơ hồ có bạch quang phát ra, cũng không biết sâu tới mức nào. Đi, lão giả trầm giọng nói rồi thân hình chấp động, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bay vào trong đó. Đám đệ tử quỷ linh môn còn lại cũng không chút trần chờ mà cùng nhau ùa vào. Trong số đệ tử này có Vương Thiền cùng Yến như yên nhưng vị đứng đầu quỷ linh môn là Vương Thiên cổ lại không thấy đâu sau khi tu sĩ quỷ linh môn tiến vào khe bằng không lâu thì nơi đây một lần nữa lại trở nên yên tĩnh chỉ có từng mảng bông tuyết vô thanh vô tức rơi xuống mà thi thể cổ thú không lâu sau đã bị ngưng kết thêm một tầng băng bên ngoài rồi dần dần bị vô số bông tuyết rơi xuống phủ lên hóa thành một đống tuyết trắng trong rừng sâu tại nơi tu sĩ quỷ linh môn chờ đợi ban đầu tử linh đang ngẩn ngơ đứng nhìn đống đất trước mặt sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ nàng ngẩng đầu nhìn cổ thụ xung quanh rồi cúi đầu ngón tay ngọc đột nhiên nhẹ búng ra một viên đạn màu trắng. Bục một tiếng trầm thấp vang lên rồi một cái hố sâu cỡ một trượng hiện ra trước mặt. Cho bụi màu xám bay mù mịt, bên trong hố xuất hiện một đám rễ cây bị đốt cháy đen. Đúng là nơi này rồi, quỷ linh môn người đông thế mạnh, tìm kiếm so với ta dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên bọn họ tựa hồ không nghĩ tới còn có người biết được tiêu ký nên mới để lộ nhiều dấu vết như vậy. Tử linh mặt mang vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói. Tiếp theo nàng phất tay áo một cái, lấp lại hố đất rồi lấy xuất ra một lá phù màu xanh sau khi chạy quanh mấy cây đại thụ một vòng thì bỗng nhiên dán vào một cây trong số đó nhất thời thanh quang chấp động lá phù đã ẩn vào trong cây đại thụ không thấy bóng dáng sau đó nàng mới cẩn thận phân biệt phương hướng rồi hóa thành một đạo hào quang bay đi trước một cái hạp cốc thật lớn một lão đạo nhìn cấm chế nhiều màu chỗ cửa vào cốc trên mặt lộ vẻ trầm ngâm mà ở phía sau hắn có hai con khôi lỗi bộ dáng như ác quỷ đứng yên không nhúc nhích hướng một chỗ xa xa trong hạp gốc nhìn tới chỉ mơ hồ thấy một mảng huyết quang lập lòe không ngừng đây chính là một trong những thông đạo tiến vào nội cốc tuy không dài nhưng thông đạo này lại có rất nhiều cổ cấm chế cực kỳ lợi hại lão đạo mặc dù tự thị là kẻ tinh thông trận pháp nhưng muốn giải khai cấm chế trong một thời gian ngắn ngủi thì xác suất thành công cũng chỉ năm ăn năm thua mà thôi hắn không biết nên tốn thêm chút thời gian để đi tìm một thông đạo khác dễ dàng hơn hay lập tức bắt đầu thử giải trừ cấm chế vì vậy nhất thời trần trừ ở chỗ này như thế nào thiên tinh đạo hữu nghĩ rằng với sức lực của một người thì không nắm chắc phá được cấm chế phải không hay là cùng lão phu liên thủ đi phía sau lão đạo đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng hắn chính là thiên tinh chân nhân ngày đó đã cùng hàn lập giao dịch hồn thạch hai ác quỷ khôi lỗi thời thượng cổ phía sau cũng là do lợi dụng hồn thạch mới luyện chế thành mỗi con đều có thực lực nguyên anh sơ kỳ ngay cả thiên tinh chân nhân chính mình muốn đối phó với nó cũng cảm thấy hết sức vất vả có chiêu bài này trong tay hắn mới gan to mật lớn tiến vào trụy ma cóc tầm bảo. Lúc này hắn nghe thấy phía sau có người nói chuyện, nhất thời cả kinh, vội quay người lại, chăm chú nhìn. Chỉ thấy phía sau cách hắn khoảng năm, 60 trượng có mấy tên tu sĩ lục bào đang phiêu phủ giữa không trung nhìn về phía này. Người vừa nói chuyện chính là một lão giả dâu dài, sắc mặt âm trầm cầm đầu nhóm. Thiên tinh chân nhân sau khi đánh giá tu vi mấy người kia thì trong lòng chợt trầm xuống. Toàn bộ những người này đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nguyên lai là đông môn đạo hữu ngự linh tông mấy vị đạo hữu này thoạt nhìn có chút xa lạ chẳng lẽ cũng là trưởng lão của quý tông sao thiên tinh chân nhân miễn cưỡng áp chế sự hoảng sợ trong lòng cười nói tạm thời tính như vậy dường như hai con khôi lỗi phía sau đạo hữu cũng không phải là vật bình thường xem ra cũng không thể xem nhẹ được đông môn đổ đưa mắt nhìn hai con khôi lỗi ác quỷ ánh mắt chấp động nói đạo hữu đùa rồi hai con khôi lỗi nhỏ nhoi này làm sao có thể khiến đông môn đạo hữu để ở trong lòng được Tuy nhiên đạo hữu tại sao muốn liên thủ cùng bần đạo? Thiên Tinh chân nhân cẩn thận hỏi, Tại hạ mặc dù ở Ngự Linh Tông đã lâu, ít khi cùng người khác gặp gỡ nhưng đối với danh tiếng trận pháp đại gia của Thiên Tinh đạo hữu thì đã từng nghe qua một chút. Tại hạ tuy bất tài nhưng cũng nghiên cứu trận pháp một chút. Nếu hai người chúng ta đơn thân phá trận thì sợ rằng cũng không nắm chắc phần nào. Nếu chúng ta liên thủ thì đỡ tốn sức lực mà khả năng thành công lại cao. Đông môn đồ nhìn lão đạo chậm rãi nói, Thiên tinh chân nhân nghe lời này thì khẽ cao mày một chút, trầm ngâm không nói gì lại có chút chần chừ. Như thế nào, thiên tinh đạo hữu sở tại hạ có hành động bất lợi đối với đạo hữu sao? Như vậy đi, chúng ta chỉ hợp tác trong lúc giải trừ cấm chế để cùng tiến vào nội cốc. Trong khoảng thời gian này chẳng có xung đột lợi ích nào cả thì tại hạ sao vô duyên vô cớ động thủ với đạo hữu được. Hơn nữa đạo huynh nên nhớ rằng cho dù bản thân có thể phá giải cấm chế một mình nhưng trong lúc đó đã có không ít bảo vật dễ dàng lấy được bên trong đã bị người khác cướp mất rồi mà theo tại hạ biết thì lần vào cốc này có không ít đồng đạo biết về trận pháp. Sắc mặt đông môn đồ trầm xuống, nhẫn nại thuyết phục. Thiên tinh chân nhân vừa nghe nói thế, trong lòng khẽ động, sau khi ngẩng đầu nhìn năm tên tu sĩ lục bào phía sau đối phương một chút rồi gật đầu. Nếu đông môn đạo hữu cũng nói như thế thì bần đạo cung kính không bằng tuân mệnh liên thủ giải trừ cấm chế này. Nhưng sau khi tiến vào nội cốc, việc của ai người nấy làm, không nên đi cùng một chỗ. Ha ha, đúng vậy, thiên tinh đạo hữu cứ việc yên tâm hai con khôi lỗi này của các hạ cũng không phải chuyện đùa. Tại hạ làm sao có thể bắt buộc đạo hữu làm chuyện không muốn được. Sau khi vào cốc, ta và người hãy trông vào vận khí của bản thân để tầm bảo vệ. Lục bào lão giả nghe vậy, lập tức tươi cười, mở miệng cam đoan nói. mười 813, nội cốc tri địa. Đây là nội cốc, nhìn khung cảnh phía trước, hàn lập không tự kìm hãm được tự nói, trên mặt tràn đầy vẻ khác thường. Phía sau hắn hơn 10 trượng là một ngọn núi cao hơn ngàn trượng. Trên vách núi có một cái động khẩu không lớn, đó chính là nơi mà hắn vừa đi ra. Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ sóng vai đứng ở một bên, nhìn phong cảnh trước mắt, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước mắt mọi người là một sơn mạch minh mông vô cùng, gồm có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ và cũng là một thế giới đầy màu sắc. Vô Luận Thiên không hay mặt đất, khắp nơi nơi đều có hào quang mờ ẩn. Những mảng hào quang kia màu sắc và diện tích khác nhau. Lớn thì chừng vài dặm giống như dáng chiều mà nhỏ thì dài chừng vài thước giống như một tấm lụa mỏng, vô cùng diễm lệ. Tuy nhiên khiến cho ba người Hàn Lập giật mình không phải cảnh tượng mỹ lệ đó mà là do thiên linh khí cực kỳ hỗn loạn. Vô luận là loại linh khí thuộc tính nào đi nữa cũng rất hỗn tạp, đan xen vào nhau, hơn nữa làm cho người ta có một loại cảm giác bất an. Dường như chỉ cần một cử chỉ nhẹ cũng có thể làm cho chúng tức giận. Nơi đây không hổ là địa phương mà tu sĩ thượng cổ tranh đấu. Ngay cả thiên linh khí cũng hoàn toàn bị phá hủy, cho nên việc thi pháp sợ rằng đều bị ảnh hưởng đôi chút nam lũng hầu sau khi xem xét một lúc lâu mới thở dài nói cái đó chỉ là chuyện thứ yếu những thứ kia mới chân chính là đại phiền toái hàn lập lại đột nhiên ngẩng đầu chỉ tay lên trên cười khổ nói cách bọn họ khoảng trăm trượng trên không trung mơ hồ có một giải hào quang màu trắng dài mười mấy thước đang chậm rãi di chuyển nam lũng hầu cùng lão giả họ lỗ khi thấy rõ thì đồng thời thất kinh khe hở không gian sao lại nhiều như vậy chúng còn di chuyển nữa chứ Lỗ về anh lúc này thất thanh kêu lên, giờ phút này sắc mặt nam lúng hầu cũng cực kỳ khó coi. Việc này rất bình thường, nơi đây nếu là chiến trường thời thượng cổ thì khe hở không gian xuất hiện so với bên ngoài nhiều hơn một chút cũng là chuyện có thể đoán trước được. Nếu không tại sao có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ kinh diễm tuyệt thế tiến vào lại không thể toàn vẹn trở ra? Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, từ giờ trở đi chúng ta chỉ có thể hoàn toàn dựa theo lộ tuyến của Thương Khôn thượng nhân để đi mà thôi. Nếu không hắc hắc Hàn Lập nhìn Nam Lũng Hầu liếc mắt một cái rồi cười nói. Hàn Huynh nói rất đúng, chúng ta ngàn vạn lần không nên mạo hiểm đi lệch ra khỏi lộ tuyến. Ai có thể biết được khe hở không gian vô hình sẽ xuất hiện ở đâu? Tuy khe hở không gian di động rất đáng sợ nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý thì với tốc độ của chúng hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp. Nam Lũng Hầu trầm ngâm một chút, cũng chấn định nói. Nhưng mật độ khe hở không gian nơi này tối thiểu cũng cao hơn bên ngoài 10 lần. Hơn nữa theo như lời Nam Lũng Huynh thì chỉ dưới tình huống khe hở không gian vô hình không di động, việc đi theo lộ tuyến mới khả thi. Nếu chúng giống khe hở không gian bình thường, có thể di chuyển tán loạn khắp nơi thì chỉ dẫn do thương khôn thượng nhân lưu lại cũng không nhất định sẽ an toàn. Lỗ về anh cao mày, nhìn một chỗ có khe hở không gian dày đặc trầm chầm, chầm nói. Hàn lập nghe xong liền ngẩn ra, đầu khẽ ngẩng lên, lam mang trong mắt phóng ra, phát hiện ra một đạo hào quang mơ hồ, đang lơ lửng trên không trung không nhúc nhích cách nơi ba người đứng khoảng 100 trượng. Hàn Lập nhìn khe hở không gian vô hình kia một lát rồi định tâm lại. Nhưng ngay lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ xem liệu có nên đem tin tức và phương pháp phát hiện thổ lộ với hai người hay không thì Nam Lũng Hầu khi chứng kiến vẻ trầm tư của Hàn Lập lại có chút hiểu lầm. Sau khi do dự một chút hắn liền nói ra một chuyện làm cho Hàn Lập ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, cái loại khe hở vô hình sẽ không di động trong di thư của thương khôn thượng nhân đã xác nhận qua việc này nam lũng huynh có chắc chắn hay không thương khôn thượng nhân làm sao biết được tinh thần lỗ vệ anh trở nên phấn chân nhưng vẫn có chút hoài nghi hỏi lỗ huynh suy nghĩ thử xem năm đó thương khôn thượng nhân nguyên khí đại thương nhưng vẫn có thể bình yên thoát khỏi trụy ma cốc toàn bộ việc này đều dựa vào một loại thần thông mà thượng nhân tu luyện mới giúp cho hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của khe hở không gian an toàn thoát thân nếu không đừng nói sau khi trọng thương mà cho dù đang còn sung mãn, thương khôn thượng nhân cũng không có cách nào bình bình an an rời khỏi. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích với hai người, nghe vậy thần sắc lão giả buông lỏng, an tâm hơn rất nhiều. Trên đời lại có loại mật thuật như thế sao? Vậy thì việc thương khôn thượng nhân năm đó có thể rời khỏi trụy ma cốc cũng không phải là may mắn. Thần sắc hàn lập cũng khẽ động, thở phào một hơi. Nam Lũng Hầu thấy vậy thì rất yên lòng, hắn đang sợ hai người hàn lập lúc này sinh ra tâm tư thối lui. Đặc biệt hắn hôm nay căn bản không có cách nào nhìn thấu được Hàn Lập, biết Hàn Lập tuyệt đối là chủ lực để đối phó với hỏa thiềm thú kia nên nhất định phải kéo hắn nhập bọn. Được rồi, chúng ta đi tiếp đi. Theo di thư thì dưới tình huống không phi độn nhanh thì xào huyệt của hỏa thiềm thú cách nơi đây khoảng một ngày lộ trình. Dọc đường đi, hai vị phải cẩn thận. Nam lũng hầu nghiêm sắc mặt dặn dò. Nam lũng đạo hữu cứ yên tâm. Tại hạ và lỗ đạo hữu chắc chắn sẽ quý trọng tính mạng của chính mình. Khóe miệng hàn lập nhếch lên, mỉm cười nói. Lão giả họ Lỗ nghe vậy cũng gật đầu, cũng nên đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi. Xuất phát, Nam Lũng Hầu hài lòng nói. Sau khi phân biệt phương hướng xong thì kim quang trên người Nam Lũng Hầu chợt lóe, bao lấy toàn bộ thân hình, chậm rãi bay về một hướng. Hàn Lập cùng lão giả nhìn nhau liếc mắt một cái, linh quang hộ thể cũng xuất hiện, bay lên giữa không trung, theo sát sau Nam Lũng Hầu chỉ cần bọn họ đi lệnh so với lộ tuyến khoảng mấy trường thì cũng có thể kích động khe hở không gian hoặc thượng cổ cấm chế nên hàn lập cùng lão giả tự nhiên vô cùng cẩn thận. Lộ tuyến phi hành của Nam Lũng Hầu cực kỳ cổ quái, lúc thì đi thẳng, lúc thì dễ quẹo nhưng vô luận như thế nào thì sau khi phi hành được một thời thần, Nam Lũng Hầu nhất định phải dừng lại, phân biệt phương hướng thêm lần nữa rồi mới tiếp tục di chuyển. Trên đường đi Nam Lũng Hầu không bao giờ lấy ngọc giản ra xem, rõ ràng là hắn đã thuộc lòng như cháu thần sắc hàn lập vẫn như thường nhưng âm thầm ghi nhớ mỗi một bước hành trình ở trong đầu vạn nhất có gì kinh biến đây chính là đường rút lui để bảo vệ tánh mạng mà hắn phỏng chừng lỗ vệ anh cũng đang làm chuyện này dù sao tu tiên giả cũng đã tu luyện qua công pháp ngũ hành cơ bản nên bọn họ cơ hồ đều có thần thông đã gặp qua là không quên được nên việc nhớ kỹ lộ tuyến này tự nhiên không cần tốn nhiều sức lực cứ như vậy phi hành hơn nửa ngày đúng như nam lũng hầu nói quả nhiên ba người không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì trong lòng Hàn Lập dần dần trở nên an tâm, xem ra Nam Lũng Hầu thực sự có được bản đồ lộ tuyến của thương khôn thượng nhân năm đó. Lúc này đi theo phía sau Nam Lũng Hầu, hắn dùng phương pháp nhất tâm nhị dụng, vừa dùng thần thức ghi nhớ đường đi, vừa cảm ứng hết thảy mọi thứ xung quanh. Theo như hắn đánh giá thì dọc đường tối thiểu có ba, bốn chỗ phát ra ba động mãnh liệt của cấm chế, còn một số chỗ khác thì như có như không, khiến cho hắn không có cách nào phán đoán được đó là pháp trận cấm chế hay linh khí vận loạn tạo thành dị trạng hàn lập tự nhiên cảm thấy hứng thú đối với những chỗ kia biết rằng hơn phân nửa ở đó có bảo vật của tu sĩ thượng cổ lưu lại nếu thập nhập một chuyến thì rất có thể có nhiều thu hoạch bất quá hắn chỉ thoáng động tâm rồi lập tức đè nén lòng tham của bản thân bởi vì hắn càng nghiên cứu về thượng cổ kỳ trận thì càng kiêng kỵ đối với loại cấm chế kia thông qua những hiểu biết của mình hắn biết rõ chỗ lợi hại của thượng cổ cấm chế chỉ có thể hơn chứ không thể kém so với khe hở không gian cho dù hắn có được linh nhãn thần thông có thể tránh được khe hở không gian nhưng nếu đụng chạm đến loại thượng cổ cấm chế mà mình không rõ thì chẳng phải là đang đùa giỡn với mạng sống hay sao. Hơn nữa trong con mắt của hắn hôm nay thì cổ bảo bình thường đã không có nhiều giá trị nữa. Hơn nữa nếu lần này vào cốc có thể lấy được yêu đan của Hỏa Thiềm cùng bảo vật lưu lại bên hài cốt cổ tu sĩ kia, cộng thêm linh trúc quả và một lượng lớn cương ngân xa ở động khẩu thì đã xem như thu hoạch rất nhiều rồi. Cho nên sau khi cân nhắc lợi hại, Hàn Lập không chút do so dự, dứt bỏ ý nghĩ mạo hiểm lúc này hắn phát hiện sắc mặt lão giả họ lỗ bên cạnh có chút âm trầm thường xuyên nhìn về những nơi ở phía xa xa hàn lập trong lòng thở dài xem ra nếu lão không tìm được thứ cần thiết ở trong đám bảo vật chỗ tu sĩ thượng cổ kia thì hơn phân nửa sẽ tìm kiếm những chỗ khác việc này cũng không thể nói đối phương có lòng tham nếu đại hạn sắp rơi xuống đầu mình thì hàn lập cũng sẽ chấp lấy cơ hội này để mạo hiểm một phen dù sao nếu thành công thì thọ mệnh sẽ kéo dài thêm hoặc công pháp sẽ đột nhiên tăng mạnh hàn lập ngẫm nghi vậy trong lòng không khỏi cảm thấy một chút bi ai. Nhưng lúc này, Nam Lũng Hầu đang dẫn đường đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hàn Lập thấy vậy, nhớn may, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Ánh mắt hắn quét xung quanh một vòng rồi lập tức nhìn chăm chú nhìn bóng lưng của Nam Lũng Hầu, im lặng không nói gì. Phía dưới bọn họ cách hơn trăm trượng có một ngọn núi nhỏ, trông rất bình thường không có gì đặc biệt cả. Mà xa xa phía trước, hai bên trái phải ẩn hiện hai ngọn núi vô cùng cao lớn, cực kỳ bắt mắt. Rõ ràng Nam Lũng Hầu đã nói việc đi tới sào huyệt của hỏa thiềm thú phải mất một ngày đường, bây giờ mới qua hơn nửa ngày nên nơi đó tự nhiên không phải là mục tiêu. Lỗ về anh nguyên bản đã có chút không yên lòng, khi thấy vậy thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nam Lũng Huynh, chuyện gì vậy? Vì sao không đi tiếp? Trong mắt lão giả họ lỗ xuất hiện vẻ cẩn thận, khó hiểu hỏi. Nam Lũng Hầu nghe thấy vậy, chậm rãi xoay người lại liếc mắt nhìn hai người hàn lập và lão giả một cái, đột nhiên cười khổ nói hai vị, ta nghĩ chúng ta có thể gặp phải một ít phiền toái. Nói không chừng còn nguy hiểm nữa. Sao, Nam Lũng Huynh, lời này là có ý gì vậy? Lão giả nhíu mày, có chút kinh nghi hỏi. Hàn lập sờ sờ mũi, yên lặng không nói nhưng trên mặt cũng hiện ra vẻ muốn hỏi. Hai vị đạo hữu có nhìn thấy hai ngọn núi xa xa kia không? Nam Lũng Hầu giơ tay chỉ về phía trước, chậm rãi nói. Tất nhiên là thấy, chẳng lẽ phiền toái có liên quan đến chúng? Lỗ về anh kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là do chúng, Nam Lũng Hầu khẳng định nói, chương 814, thập tuyệt độc, hai tòa sơn phong này có vấn đề gì? Lão giả họ lỗ liếc mắt một cái về phía chúng nhưng cũng không nhìn ra được điều khác thường nên kỳ quái hỏi. Nếu từ đây xuất phát, sau khi đi qua hai ngọn núi kia thì sẽ đến cùng một nơi. Đó chính là sao huyệt của hỏa thiềm thú nhưng ngọn núi bên trái có một đám phi thiên tử vân hạt trong truyền thuyết. Mặc dù chỉ có mười mấy con nhưng con nào cũng cực kỳ hung ác nếu đi qua mà kinh động đến chúng thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Nam Lũng Hầu sau khi trần trừ gần nửa ngày mới dám nói ra ngọn nguồn. Tử Vân Hạt là loại kỳ trùng hung ác trước đây đã từng xuất hiện ở vọng Thủy Quốc, chỉ trong một lần đã diệt sát toàn bộ tu sĩ Lam Hải Tông Ư. Lỗ về anh bị hù dọa giật mình, thất thanh kêu lớn. Hàn Lập khi nghe được tên phi thiên tử Vân Hạt, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng cả kinh. Không sai, chính là loại độc trùng đó, hơn nữa mỗi con phi hạt nơi đây hình như còn lợi hại hơn so với con đã xuất hiện ở vọng thủy quốc. Chúng đã sống hơn mấy vạn năm, toàn thân đều có màu tím đen. Nam lũng hầu thở dài nói tiếp, Nam lũng đạo hữu chẳng lẽ lại nói đùa, há chúng ta có thể trêu chọc loại tử vân hạt như thế sao? Nếu là hai hay ba con thì được, chỉ cần ba người chúng ta cẩn thận một chút, cũng có khả năng đi qua. Nhưng nơi đó lại có hơn mười mấy con thì tiến lên chẳng khác nào đi chết cả. Lỗ về anh thiếu kiên nhẫn, trừng mắt nhìn nam lũng hầu, không khách khí nói. Xem ra thì lỗ huynh muốn đi theo con đường khác nhưng ngọn núi bên phải còn nguy hiểm hơn bởi vì chúng ta phải đối mặt với một vùng có rất nhiều khe hở không gian vô hình tồn tại. Bởi vì chúng qua nhiều nên chúng ta căn bản không thể thành công, càng không có cách nào xác định được vị trí của chúng. Nếu đi theo đường kia thì nguy hiểm trong đó không cần tại hạ nhiều lời, hai vị đạo hữu cũng có thể hiểu rõ. Nam lũng hầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, lỗ về anh lập tức trở nên ngây ngốc. Khe hở không gian lại còn vô hình, quả thực cũng chẳng an toàn hơn so với việc đối mặt với mười mấy con tử vân hạt. Trong lúc lão giả giật mình ngẩn ra thì Hàn Lập sau khi nghe nói về khe hở vô hình liền nhìn về phía xa xa, ánh mắt không khỏi lóe lên. Xem ra lộ tuyến năm đó mà Thương Khôn thượng nhân đi chính là vượt qua khu vực có khe hở không gian kia. Dù sao hắn cũng có thần thông có thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Hàn Lập trầm giọng nói, trong thanh âm không lộ ra cảm giác buồn vui gì nam lũng hầu nghe xong thì ngẩn ra nhưng rồi lập tức cười khổ ứng lời hàn đạo hữu nói không sai đây chính là chỗ bất đắc dĩ của bản hầu bản hầu không có thần thông năm đó của thượng nhân nên so với việc đi qua vùng có khe hở vô hình kia thì việc đối mặt với tử vân hạt còn nắm chắc hơn không được quyết không thể trêu chọc tử vân hạt các ngươi chỉ nghe kể lại sự tình về vọng thủy quốc năm đó mà thôi còn ta thì không chỉ nghe mà còn trực tiếp nhìn thấy khi còn trẻ ta đã đại biểu cho thiên cực môn tham gia vây sát tử vân hạt sự đáng sợ của chúng vượt xa tưởng tượng, một lần trêu chọc vào mười mấy con thì tuyệt đối là đi chịu chết. Lão giả họ Lỗ lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận đề nghị này. Sự sợ hãi của lão giả họ Lỗ đối với Tử Vân Hạt đến mức này thực nằm ngoài dự liệu của Nam Lũng Hầu. Ban đầu hắn còn cho rằng ba người liên thủ có thể đánh một trận cùng đám Phi Hạt đã có chút dao động. Nét mặt không khỏi hiện ra vẻ do dự, lúc này Hàn Lập nhíu chặt lông mày, trong đầu hiện lên tư liệu về Phi Hạt ở trong kỳ trùng bảng phi thiên tử Vân Hạt đứng ở vị trí thứ 14, bám sát sau vệ kim trùng. Trong ngọc giản của vị tu sĩ ngự linh tông chết trong tay hàn lập kia, phi hạt rất được tán dương. Nếu không phải loại phi hạt kia sinh sản rất ít, khó có thể chiếm ưu thế về số lượng thì sợ rằng bài danh còn trên vệ kim trùng. Mặc dù chúng không có thần thông vô vật bất vệ như vệ kim trùng nhưng thân thể vô cùng cứng rắn, đao kiếm pháp bảo khó đả thương, sánh ngang với vệ kim trùng. Hơn nữa sau lưng còn có hai cánh, bay nhanh như gió, thân mang kịch độc bằng vào những cái đó cũng đủ để có thứ hạng cao trong kỳ trùng bảng. Mà tử vân hạt trên đỉnh núi không biết đã sống ở trong trụy ma cốc bao nhiêu vạn năm và đã tiến dai đến cảnh giới thành thục cuối cùng, biến thành màu tím đen. Mực độ đáng sợ như thế nào, ai ai cũng tưởng tượng được. Nhưng theo cách suy nghĩ của Nam Lũng Hầu thì lão ta chỉ hiểu được chút ít về chúng. Còn lỗ về anh vì đã nếm phải trái đắng nên khi nói về phi hạt thì bộ dáng rất sợ hãi. Xem sắc mặt âm trầm của Nam Lũng Hầu, trong lòng hàn lập cười lạnh mấy tiếng đến lúc này vị nam lũng hầu kia mới đột nhiên nói ra chuyện tử vân hạt thì chỉ sợ cũng không phải là có hảo ý gì giống như đã đào sẵn hố cho hai người hàn lập và lỗ vệ anh nhảy vào dù sao cũng đã đi tới bước này vô luận là hàn lập hay lão giả họ lỗ cũng tuyệt đối không vì gặp phải nguy hiểm mà quay đầu lại chỉ có thể kiên trì giải quyết đến cùng nan đề mà thôi trung quy bọn họ không thể tay không mà về được sau khi tự đánh giá như vậy hàn lập liền trầm ngâm hồi tưởng đến mọi thứ có liên quan đến tử vân hạt xem thử có cái gì có thể lợi dụng hay không dù sao nếu đi theo con đường khác thì hắn sẽ bại lộ linh nhãn thần thông kia đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở trong trụy ma cốc không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối không để cho người khác biết được lúc hàn lập cúi đầu trầm ngâm thì lão giả họ lỗ sắc mặt âm trầm đứng ngẩn ra trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu còn nam lũng hầu thì nhìn về phía có tử vân hạt ở xa xa thần sắc âm tình bất định ba người giống như đang ở trạng thái rằng co có chút tiến thoái lưỡng nan không biết yên lặng bao lâu thì sắc mặt hàn lập khẽ động ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Mặc dù nam lũng hầu cùng trưởng lão họ lỗ nhìn như có chút không yên lòng nhưng trên thực tế cả hai đều âm thầm chú ý động tĩnh của người khác. Hàn lập vừa mới có cử động khác thường thì nam lũng hầu đã lập tức quay đầu lại hỏi. Sao, chẳng lẽ Hàn huynh có chú ý gì hay? Trong thanh âm của vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ này ẩn hàm một tia chờ đợi. Lỗ về anh nghe vậy, trong lòng cũng khẽ động ngưng thần nhìn Hàn Lập nhưng Hàn Lập không có lập tức trả lời mà đưa tay vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Không biết hai vị đạo hữu đã từng nghe qua danh tự thập tuyệt độc chưa? Hàn Lập thản nhiên nói, thập tuyệt độc, ta đã từng nghe qua, đó đều là những thứ cực độc, không thể tưởng tượng được. Cho dù là tu tiên giả, nếu chúng độc cũng có khả năng lập tức bỏ mạng. Nghe nói đạo hữu ngụy vô nhai chủ tu độc công, có thể sinh ra phúc thi chi độc, một loại trong thập tuyệt độc. Các tu sĩ khác khi đánh nhau với hắn, tuyệt không dám tiền tới gần trong vòng 10 trượng. Về phần những loại độc khác, tại hạ rất ít nghe qua. Lão giả họ lỗ có chút giật mình nói, nhưng ta nghe nói ngoại trừ độc tính mãnh liệt ra thì thập tuyệt độc còn có diệu dụng khác. Chẳng lẽ đạo hữu có một loại trong tay, nam lũng hầu tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, nhìn cái bình nhỏ trong tay hàn lập chầm chầm, thanh âm có chút khẩn trương. Xem ra không cần ta nói, nam lũng huynh cũng đoán được ít nhiều. Trong bình này chính là bích cư một trong thập tuyệt độc. Nghe nói loại độc này là dùng rãi của yêu cầm bích trủy cư luyện thành chẳng những vô cùng độc mà mùi vị còn rất cay, khiến người ta khó quên, là thứ yêu thích của các loại đại độc trùng trong thiên hạ. Tay Hàn Lập cầm cái bình nhỏ dơ lên, chậm rãi nói. Ý Hàn Huynh là, lỗ về anh bừng tỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng ứng lời. Hà tất phải liều mạng với tử vân hạt nọ, chúng ta chỉ cần đem loại độc vật này dẫn dụ chúng rời đi rồi chớp thời cơ đi qua. Hàn Lập nói rõ ràng, làm sao để dẫn dụ bọn phi hạt kia, ha ha, ta thật hồ đồ, Hàn Đạo hữu tinh thông khôi lỗi thuật, bôi một ít độc lên vài con khôi lỗi là được. Nam lũng hầu tươi cười nói, nghe thấy vậy, thần sắc hàn lập tuy không thay đổi nhưng trong lòng lại ngầm mắng to. Tên nam lũng hầu này nói nghe rất nhẹ nhàng, chỉ cần vài câu là đã đem hết thảy mọi việc đổ lên người mình. Dù sao thiên lý ly kia của hắn cũng có thể sử dụng được mà. Lần trước khi đối mặt với cự mãng ba đầu, hắn đã hủy diệt mấy con khôi lỗi rồi. Hàn lập trong lòng có chút bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu đáp ứng hắn không muốn vì chuyện nhỏ này mà cùng đối phương trở mặt. Dù sao nửa đoạn đường cuối cùng cũng cần có đối phương chỉ dẫn, ngoài ra bình độc dược bích cưu kia cũng chính là một trong những hộp bảo vật của thương khôn thượng nhân. Với sự hiểu biết về dược đạo của mình, ngay hôm đó Hàn Lập chỉ vừa ngửi thấy liền lập tức nhận biết được loại độc dược này. Lúc ấy hắn cũng cả kinh, bây giờ ngẫm lại, thương khôn thượng nhân đã đem loại độc này cất trong hộp, chẳng lẽ là chuẩn bị trước để đối phó với tử vân hạt kia? Nếu không tại sao lại trùng hợp như thế? rõ ràng thương khôn thượng nhân đã tiêu tốn nhiều tâm huyết để chuẩn bị kỹ càng cho mỗi một bước tìm bảo vật trong trụy ma cốc điều này thực sự có chút không đúng lắm tựa hồ hắn đã quá nhiệt tình hàn lập vẫn nhớ ngày đó trong di chỉ của thương khôn thượng nhân phía trên lầu các hắn đã thấy được tượng yêu thú ba đầu sáu tay hàn lập mơ hồ cảm giác được có huyền cơ ở bên trong mà nam lũng hầu từng nói qua thương khôn thượng nhân là tổ tiên hắn xem ra hắn phải biết được cái gì đó mới đúng nhưng mặc kệ là gì đi nữa chỉ cần bản thân mình lấy được yêu đan của hỏa thiềm thú thì chẳng có vương vấn gì nữa hắn sẽ lập tức chia tay hai người để tránh phiền toái hàn lập tuy trong lòng suy nghĩ nhưng động tác trên tay thủy chung vẫn không dừng lại chỉ thấy hắn tùy ý vỗ túi chữ vật bên hông một cái nhất thời bốn năm đạo hào quang màu trắng bay ra một vài con cự viên khôi lỗi xuất hiện hàn lập lúc này mới lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ nhỏ vào từng cái một giọt độc dịch rồi lập tức phong ấn tất cả lại sau đó hắn giao cho mấy con cự viên ra lệnh cho chúng cầm chặt trong tay. Lúc này Hàn Lập mới dùng thần thức âm thầm điều khiển. Với sự chỉ dẫn của Nam Lũng Hầu, tất cả cử viên vô thanh vô tức bay lên đỉnh núi ở bên trái. Sau khi khôi lỗi phi hành được một khoảng cách khá xa, Hàn Lập mới quay lại trầm giọng nói: "Chúng ta cũng đi thôi, không nên cách quá xa chúng. Dù sao những con khôi lỗi kia có thể đem phi hạt dẫn dụ ra xa hay gần cũng rất khó nói. Chúng ta phải lợi dụng cơ hội, nhanh chóng vượt núi." Nam Lũng Hầu cùng lão giả tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì, lập tức bám sát theo cự viên phía trước. Khi đám khôi lỗi bay vào trong núi thì ba người Hàn Lập cũng chỉ còn cách ngọn núi kia vài dặm, lúc này bọn họ lập tức thi triển pháp thuật ẩn dấu khí tức, đồng thời đám cự viên cũng bóp nát tiểu bình chứa độc dịch ở trong tay. Nhất thời một cổ khí tức cực kỳ gai mũi lan tỏa khắp nơi xung quanh đỉnh núi. Đám khôi lỗi lập tức hóa thành từng đạo bạch quang, nhanh chóng bay đi theo một hướng khác. Chương 815, Dung Nham chi địa. Sau khi cho vài con khôi lỗi bay tản ra, ba người Hàn Lập đang ẩn nặc phía sau cũng nín thở. Tuy lý thuyết là vậy nhưng rút cuộc biện pháp này có hữu hiệu hay không thì cũng là chuyện chưa biết được. Ngay cả Hàn Lập cũng không nắm chắc 10 phần, dù sao mọi thông tin hắn biết được về thập tuyệt độc cũng từ điển tịch mà ra, chứ bản thân chưa bao giờ thử nghiệm qua. Nhưng một lát sau, sự nghi ngờ trong lòng ba người đã không còn một chút nào cả. Chỉ thấy sau khi vài con cự viên vừa bay đi được hơn 10 trượng thì đỉnh núi nguyên bản vẫn an tĩnh đột nhiên truyền ra vài âm thanh bén nhọn kỳ quái. Âm thanh này vừa lọt vào tai thì Hàn Lập nhất thời cảm giác được cả người khí huyết quay cuồng, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh khí toàn thân để ổn định thân hình rồi sau đó quay đầu, dùng linh nhãn thần thông nhìn hai người nam lũng hầu đứng bên cạnh. Bộ dáng bọn họ cũng hết sức chật vật, thân hình chấn động vài cái rồi mới khôi phục lại vẻ bình thường. Hàn Lập nhớn mày, trong lòng âm thầm hoảng sợ, Loại công kích bằng âm thanh quái dị này hình như không phải tác động lên thần thức mà là trực tiếp đánh tới chân nguyên nên cho dù thần thức hàn lập có cường đại hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Tử vân hạt có loại thiên phú cổ quái này thật sự khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra thông tin trong điển tịch ghi lại quả nhiên không thể đầy đủ về mọi mặt được. Ngay lúc hàn lập âm thầm suy nghĩ thì từ đỉnh núi có đến 13, 14 đạo hào quang màu tím đen bắn ra, lóe lên vài cái rồi đuổi theo đám khôi lỗi. Hàn Lập vội vàng dùng thần thức điều khiển, đám cự viên lập tức tăng tốc hết cỡ, hóa thành những đạo bạch hồng phi độn ra xa. Cho dù chỉ trong nháy mắt thời gian nhưng dựa vào thần thức cường đại của bản thân, Hàn Lập đại khái cũng nhìn rõ được thứ màu tím đen kia. Ngoại trừ có cái đầu to đến mức dọa người, thân hình dài tầm hơn một trường, cả người màu tím đen cùng một đôi cánh trong suốt thì còn lại hoàn toàn giống như bò cạp bình thường. Bất quá con phi hạt bay phía trước có hình thể to lớn hơn xa đồng loại, dài đến hơn hai trường, tựa hồ là thủ lĩnh của đàn độc trùng kia. Nhìn thấy bộ dạng dữ tợn, hung ác, miệng phun hoàng vụ phì phì, Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Độn tốc của cử viên rõ ràng kém xa so với phi hạt nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn đủ để dẫn dụ đám độc trùng này ra xa. Trong nháy mắt chúng đã hóa thành điểm đen, một lát sau, trên trời cao đột nhiên có thanh âm quát lớn, đi. Đã có khôi lỗi va chạm vào cấm chế nên bị đuổi kịp rồi. Vừa nói xong, linh quang quanh thân Hàn Lập chấp động, giải trừ pháp thuật ẩn nặc dẫn đầu phá không vào tới hai người còn lại thấy vậy cũng lập tức hóa thành hai đạo hào quang bay nhanh về phía đỉnh núi ba người đều biết đám tử vân hạt kia có tốc độ nhanh như gió nếu không nhân cơ hội để hành động thì có thể bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn cũng may tốc độ của cả ba không chậm tuy hàn lập không có sử dụng phong lôi xí nhưng chỉ bằng vào tu vi cao thâm hơn sa tu sĩ cung cấp trong nháy mắt hắn đã vượt qua đỉnh núi lúc này hắn cảm ứng được đám cự viên khôi lỗi dần dần mất liên lạc hàn lập trong lòng cả kinh không dám dừng lại một chút nào, bay thẳng một mạch ra xa, cách xào huyệt của tử vân hạt hơn 10 dặm. Khi dừng lại ở một đỉnh núi khác, ba người mới chân chính an tâm. Lần này tất cả là nhờ vào bích cưu độc cùng khôi lỗi của Hàn Huynh. Nếu không vấn đề vượt qua cửa ải kia thực sự sẽ khiến chúng ta đau đầu. Nam lũng hầu mặt tươi cười, liên thanh nói. Không có gì, chỉ may mắn mà thôi. Hàn lập liếc mắt nhìn Nam lũng hầu một cái, bất động.